không mà không mà không mà chứ chứ không mà bên này đúng chưa? Quá sao bên này không có gì đó vậy, không đang bán gì nhiều. Một phút chưa nghe rồi mà sao phút chưa thông báo. Bình thường ai lấy điện thoại em tắt mẹ thông báo cái gì thông báo thầy. À đây thấy cái chuông thông báo ở trong cái trang gì thấy có cái bấm lộn không, thấy cái chuông chiếc bóc à. Hèn chi mà đừng thông báo. Ủa sao nó nghiện coi vậy ta? Chưa có ai mà đang không có ai hết ta người ta. Chị nào vào like rồi thì chấm bài lên giùm em đi mấy chị, xong thấy ai hết ta. Chị nào vào like rồi thì chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi, sao không thấy ai hết nhỉ? Em không thấy ai hết á mấy chị chấm chấm lên giùm em thử em có thấy mấy chị không chứ sao em không thấy ai hết ta. Em không thấy chị nào hết nè. Chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi, chấm chấm lên giùm em với. Chị nào vào like rồi thì mình chấm bài lên giùm em đi mấy chị. Em ghi gì đó thì giữ cái trang đó. Không phải bao nhiêu người. Lên cho chị Văn Thanh nha. Chào chị Lê Thị Tuyến nè, chị Tuyến chấm bài lên giùm em với chị, chia sẻ bài cho em với. Rồi em chào mấy chị đang xem live nha.
Rồi em chào chị Mai Nguyễn nè. Rồi ai vào live rồi thì mình chấm bài lên giùm em đi mấy chị. Chấm lên giùm em với nha. Rồi lên luôn cho mấy chị nha, like cuối nha mấy chị nha, Mai chốt đơn nè. Rồi hello Bảo Diệp nha. Rồi em lên cho mấy chị một mảnh sọc nè. Sọc đầu tiên này em cho chị Hòa Bảo nè. Lên cho mấy chị mảnh sọc đầu tiên, chị nào like chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m1 nè mấy chị. 1m1 cho mấy chị nha, 1m1 sọc nè. Ai like chốt lên giùm em 1m1 nha mấy chị. 1m1 ai like chốt lên giùm em mã 20. 1m1 20.000, chị nào like chốt lên giùm em mã 20.3 lên giùm em đi mấy chị ơi, 20k nè. Ai like thì mình chốt mã 20 lên giùm em mã 20. Chị nào like chốt mã 20 lên giúp em nha mấy chị, mã 20 nè. Ai like 20 mình chốt 20 giùm em mã 20. Mã 20 nha mấy chị ơi, like chốt lên giùm em 20 nha. Mã 20 giùm em với nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 20, 20 em chốt chị Mai Nguyễn nè. Rồi 20 cho chị Mai Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị khúc von, chị nào lấy von chốt von lên giùm em nè mấy chị ơi, von Trinh Phong nè. Von Trinh Phong cái này em có được 1m5 von Trinh Phong hoa chùm nè mấy chị, 1m5 nè. 1m5 Trinh Phong hoa chùm, ai lấy chốt lên giùm em cho chị Nguyễn Phượng nè, mấy chị trắng bài lên giùm em với nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 21 nè. Mã 21 chị nào lấy 21 mình chốt 21 lên giùm em mã 21. Lấy chốt mã 21 lên giùm em 1m5 hoa chùm 21 nè, cái này là chắc von giùm em nha mấy chị, mã von. Von 21 chị nào lấy 21 chốt 21 lên cho em mã 21 nè mấy chị. 21 Trinh Phong như mấy chị dân Trinh Phong 1m5. 1m5 21.000, ai lấy thì mình chốt 21 mấy chị đẹp 21 này. 21 nha mấy chị nha, 21.000. Rồi em có mảnh dít chất này mấy chị ơi, dít chất nha, lụa. Cái này em có được 2m. 2m lụa chị nào lấy chốt lên giùm em, chắc mày co giãn cho mấy chị luôn 2m lụa này. Lấy chốt lên giùm em 2m. 2m chị nào lấy chốt lên giùm em mã 39 này. Mình lấy thì mình chốt mã 39 cái này về may bộ giùm em nha, 39.000. May bộ. May bộ 39 chị nào lấy 39 mình chốt 39 cho em mã 39 dít chắc nha mấy chị nha, dít chắc 2m 39.000. Dít chắc 2m 39.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 39 nè. Ai lấy thì mình chốt mã 39 giùm em, có co giãn cho mấy chị luôn 39, em cho chị Hoàng Thiệt nè. 39.000 cho chị Mai Nguyễn nè. 39 em chốt chị Mai Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị khúc satin nè mấy chị ơi, satin. Ai lấy satin thì mình chốt lên giùm em satin nè. Satin này thì em có được 5m mấy chị. 5m satin nha mấy chị nha. Chắc hoa hơi bị đẹp, chắc lụa hơi bị đẹp luôn. Hoa cũng đẹp nữa. Em chào chị Nguyễn Thị Sen nè. Lấy chút lên giùm em, chọn giùm em mảnh khác với chị Sen ơi. Chọn cho em mảnh khác với nha. Còn nhiều vải đẹp lắm. Rồi cái này là 77.000 mấy chị. 5m 77.000. Lấy hết thì chốt lên giùm em mã 77 hoặc là chia ra giùm em satin nè. Satin 77.000, lấy hết thì chốt mã 77 giúp em. Mã 77 này, 100k đi đơn hả cháu? Chuyển khoản có. Dạ, 100k là đi đơn nha, cô Thanh Trần nha. Nha, chuyển khoản thì phải trên 500.000 à. Chuyển khoản con mới miễn ship, cho đơn ít thì con không có miễn ship được nha cô. Đơn ít con không có miễn ship được ạ. Tại vì đơn ít chứ đâu có lời tới 100.000 đâu, cũng lời có mấy chục ngàn à. Mà tiền ship cũng có mấy chục ngàn là coi như con đi cái đơn hàng đó không không rồi. Đó, chỉ có đơn trên 500.000 thôi là con mới miễn khoản thì con mới miễn ship được cho mình nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 77 nè. 77.000, ai lấy chốt mã 77 giùm em hoặc là chia ra giùm em. Cái satin này rất là đẹp luôn mấy chị Loan nha. Loan, ai lấy chốt lên giùm em mã 77 hoặc là chia ra giùm em. Satin chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 77.000, 5m mấy chị. 5m 77, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 77 nè. 77k. 77 chị Nhã Lam nè. Rồi cái này em có được 1m1 thôi. 1m1 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m1 nha. 1m1. Ai lấy chốt lên giùm em bi hình trái tim màu vàng 21.000. 21 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21 nè. Mình lấy thì mình chốt mã 21 lên giùm em mã 21 thơ mộng. Chốt 21 lên giùm em nè mấy chị ơi, 21k. Ai lấy thì mình chốt 21 nè. Mã 21 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21 nha mấy chị. Chốt mã 21 lên giùm em với. Mã 21 giúp em. Ai lấy chốt mã 21 chắc mày 100D có co dạng cho mấy chị luôn 21.000.
Chị nào lấy chốt lên giùm em mẹ 21 mấy chị. 21k ai lấy thì mình chốt 21 này. 21 nha mấy chị nha, 21k. 21 em chốt chị Quỳnh Giao nè. Rồi em có mảnh sọc nữa này mấy chị, chắc này coi dạng tốt luôn nha. Lấy chốt lên giùm em. Coi dạng tốt, ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 3 mét rưỡi sọc này. Chắc đẹp lắm luôn mấy chị, 3 mét rưỡi sọc. 3 mét rưỡi sọc chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi chị nào lại chốt lên giùm em mã 59 mấy chị. Không lấy hết thì chia đôi giùm em nha, mã 59 nha. Ai lấy 59 mình chốt 59 lên giùm em mã 59. Chốt 59 lên giúp em nha mấy chị ơi, 59k có co giãn này, 100D 59.000 hoặc là chia ra giùm em mã 59. Mã 59 hoặc là chia ra giúp em 59k có co giãn sọc giùm em mã 59 nè. Ai lấy 59 mình chốt 59 giùm em. Lấy 59 chốt 59 nha mấy chị nha, 59k. Mã 59 giúp em nha mấy chị, 59.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von S này mấy chị ơi, màu kem nha. Von S màu kem 59 cho chị Nhã Lam nè. Von S màu kem cái này em có được gần 5 mét mấy chị. Chia cho chị Chi Chi nữa nè. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em von S 5, gần 5 mét mấy chị ơi, 48 á. Rồi cái này là 48.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 48 nè. Chị nào lấy 48 chốt 48 giùm em mã 48. Chốt mã 48 lên giùm em nha mấy chị, 48k có co giãn cho mấy chị luôn, 48.000 von F này. Von F cái này mấy chị muốn chia đôi thì chia đôi nha mấy chị, cái này lên đồ đẹp lắm luôn á. Cái này về mấy chị để dành phối tay. Để dành phối tay nha mấy chị nha, lấy chốt lên giùm em. Để dành phối tay hoặc là lên đầm váy rất là đẹp luôn. Mã 48 giùm em hoặc là chia đôi von F. Von F 48 chị nó lấy chốt lên giùm em mã 48 này. 48 nha mấy chị nha, 48k. 48 chia đôi cho chị góc nhỏ này. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, cái này em có được 1m2 mấy chị nè, 1m2 nha. 1m2 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m2. 1m2 23.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 23 luôn, 100D 23 này mấy chị, 23. Ai lấy thì mình chốt mã 23 giùm em nha mấy chị, mã 23 này. Chị nào lấy 23 mình chốt 23 giúp em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em nha mấy chị nha, 23 này. Chị góc nhỏ ơi, qua Messenger chấm bài giùm em nha chị. Em có vô Messenger cho chị nè, nhưng mà bên cái trang của chị nó không có gì. Nó không có hiển thị cái đã kết bạn á chị. Nó không có hiển thị cái chỗ chỗ mà mình thêm bạn bè á chị ơi. Nên chị qua tin nhắn chấm giùm em một chấm, hoặc chị vô tin nhắn chờ á. Chị vào tin nhắn chờ á, chị rẹp giùm em với nha chị nha. Em chào chị Bích Lê Thị nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Giờ mình chốt đủ đơn rồi, mình qua tin nhắn chấm giùm em chấm cho em yên tâm nha chị. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em 1m2 mấy chị, chắc 100D cái này đẹp lắm. Con chào cô Hạnh Trần này. 23.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 23, chắc này co giãn. Co giãn 23, ai lấy 23 chốt 23 mã 23. Rồi lên cho mấy chị một mảnh đủ 100D nữa nè. Cái này thì cũng đủ lên áo thôi mấy chị. Em chào chị Ngọc Dung nha. Vải đẹp lắm em hả? Cảm ơn chị nha. Cái này em có được 90 phân. 90 phân chị nào lấy chốt lên giùm em 90 phân 15.000. 15 chị nào lấy 15 mình chốt 15 mấy chị nè, mã 15. Chốt mã 15 lên giùm em, cái này đủ lên đồ cho bé thôi mấy chị. 90 phân 15.000. Ai lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15 mấy chị nè, 15 nha. Chốt 15 lên giùm em mã 15. Mã 15 lên đồ bé 15k. Ai lấy 15 mình chốt 15 này. Rồi lá nha mấy chị nha. Ai lấy lá thì chốt lá lên giùm em. Cái này em có được 2 mét rưỡi lá nè. 2 mét rưỡi lá 15 cho chị góc nhỏ nè. 2 mét rưỡi lá chị lấy chốt lên giùm em 2 mét rưỡi. Lá này mình lên đồ đi biển như vậy cũng đẹp mấy chị. 46 nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 46. 46 hoặc lên đầm váy giùm em mã 46 này. 46, 15 em hết, 46 chuyển khoản có miễn ship không cháu ơi? Dạ, trên đơn trên 500 ngàn chuyển khoản mới miễn ship nha cô Thanh Trần nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 56, đơn trên 500 ngàn nhưng cô từ nãy giờ con có nói nè, con nghe hả? 56 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 56 để ra đi. 56 ngàn có co giãn cho mấy chị nè, chắc co giãn tốt lắm luôn, 56 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 56? Mã 56 chị nào lấy 56, mình chốt 56 giùm em, chốt mã 56. 56 nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Tơ thôi, tơ nha mấy chị nha, lụa tơ.
Lụa tơ chị nào lại chốt lên giùm em lụa tơ này. Cái này em có 5 mét. 5 mét lụa tơ chị nào lại chốt lên giùm em 5 mét này. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em mã 40. Lại chốt lên giùm em 40 nha mấy chị nha, 40k. Ai lấy thì mình chốt mã 40 mấy chị. Lại chốt mã 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40k nè. Chị nào lại chốt lên giùm em 40. Mã 40 lên giùm em hoặc là chia ra giùm em lụa tơ giùm em. Tơ nha mấy chị nha, tơ lụa. Tơ lụa 40.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 40 nha mấy chị, 40k nè. 5 mét. Ý là hỏi vậy thôi chứ đâu phải. Ai lấy chốt lên giùm em mã 40 tơ mấy chị ơi, cái này về mấy chị lên áo đẹp lắm luôn mấy chị, 40 nè. 40 cho chị Nhã Lan. 40 chốt chị Nhã Lan nè. Rồi em có mạnh lụa Hawaii nè mấy chị ơi. Lụa Hawaii chị nào lấy chốt lên giùm em lụa Hawaii nha. Cái này em có được 1m8 nè. 1m8 lụa Hawaii chị nào lấy chốt lên giùm em mã 20. 1m8 lụa Hawaii 20.000, cái này mềm mềm nhưng mấy chị nhân chắc rất là nhẹ luôn, lụa Hawaii 20 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 20 mấy chị, 20. Chốt 20 lên giùm em nha mấy chị nhân, 20k. Ai lấy thì mình chốt mã 20 nè. Mã 20 lên giùm em nè mấy chị ơi, 20. Chốt 20 lên giúp em với mấy chị. Mã 20, 20 cho chị Dung Trần nè. 20 cho chị Dung Trần. Rồi cái này em có được 1m4 này mấy chị ơi, 1m4 nha. 1m4 chị nào lại chốt lên giùm em 1m4. 1m4 ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 18. 1m4 18.000, chị nào lại chốt lên giùm em mã 18 này, 18k. Ai lấy 18 chốt 18 lên giùm em chắc lụa 18.000. Mã 18 lên giùm em nha mấy chị, mã 18. Ai lấy 18 chốt 18 cho em mã 18 này. 1m4 18 Dung Trần. 18.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 18 nè, cho chị Dung Trần luôn nè. 18 chốt chị Dung Trần. Rồi lụa nha mấy chị nha, lụa này có co giãn cho mấy chị luôn, co giãn tốt luôn mấy chị. Co giãn tốt giùm em, ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m3 mấy chị nè, 1m3 lụa nha. Cái này về mấy chị lên một cái đầm suông hoặc lên áo. Lên đầm suông hoặc lên áo giùm em, ai lấy chốt lên giùm em mã 25. Mã 25 chắc 100D25 nè. Chị nào lấy 25 mình chốt 25 lên giùm em mã 25. Chốt mã 25 lên giúp em nha mấy chị nhân, 25k. Ai lấy thì mình chốt mã 25 nè. Mã 25 lên giúp em nha mấy chị, 25k. 1m3 nha mấy chị, lên đầm suông giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em nha mấy chị ơi, 25.000. Lấy thì mình chốt mã 25 giúp em, 25k nha mấy chị. Chốt lên giùm em mã 25 nè. Mã 25. 25 nha mấy chị nhân, 25, chị nào lấy 25 chốt 25. 25 cho chị Nhã Lan nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bi. Bi mấy chị nhân bi, chị nào lấy bi thì chốt bi lên giùm em. Bi này em có được 4 mét bi nè. 4 mét bi lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 4 mét. 4 mét bi lụa nha mấy chị nhân, 4 mét bi lụa nè. Cái này là 70.000 mấy chị, 4 mét 70. 2 mét có 35.000 rồi mấy chị ơi. 2 mét có 35.000 thôi, 70.000 là 4 mét nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. 2 mét là 35.000 rồi mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 70. Chốt mã 70 lên giùm em, chắc này co giãn tốt luôn nha mấy chị nha. Chắc nó đẹp luôn, 70 nè. 70 hoặc là chia ra giùm em 70. Lấy chốt 70 lên giùm em nha mấy chị, 70 nè. Ai lấy 70 mình chốt 70 nè mấy chị. 70 nha mấy chị nha, 70k. Ai lấy chốt mã 70. 70 giúp em nha mấy chị nha, 70 nè. 70. 70 em chốt chị Văn Thanh. 70 cho chị Văn Thanh nè. Rồi em có khúc mango nha mấy chị nha, mango nè. 70 cho chị Dung Trần 2 mét nữa nè. Bi 2 mét cho chị Nguyễn Phượng nữa nè. Nó để cho chị Văn Thanh chứ. Còn. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em có khúc mango nha mấy chị nha, mango nè. Mango cái này em còn 2m4 nha mấy chị nha, 2m4 gần 2m5 này, lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái này là 53.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 53. Mình lấy thì mình chốt mã 53 cho chị Nguyễn Hoa, Nguyễn Hoa nha 53. Gửi số tài khoản giúp chị nha em, gửi cục hàng giúp chị nha em, chị cảm ơn. À, gửi số tài khoản, ý là chị chuyển khoản hay sao chị? Chuyển khoản hả? Rồi ai lấy chốt lên giùm em mango này mấy chị ơi, mango nha. Lấy chốt lên giùm em, rồi xuống like thì em sẽ chuyển, em gửi số tài khoản cho. Mai cũng được giao. 53 em chốt chị Nguyễn Hoa, Nguyễn Hoa này.
Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Lụa nha mấy chị nha, lụa nè. Ok chị nè. Rồi cái này ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có gần 2,5 m nè. Có, chị Nguyễn Phượng có nha, chị Nguyễn Phượng nha. Có chị. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 34. 34 chị nào lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34 nè. Mã 34 nha mấy chị nha, 34k. Ai lấy chốt lên giùm em mã 34 lụa 100D 34 nè. Ai lấy 34 chốt 34 giúp em nha mấy chị mã 34. Cái này là 2,4 m mấy chị nè. 2,4 m 34.000 nha mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 34. Em chào chị Nguyên Liệu Mì Cay nè. 34.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 34 mấy chị nè. Mã 34 2,4 m. 2,4 m nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh thô nè mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã thô hoa. Cái này em có được 4 m. Cái này đẹp lắm luôn mấy chị, 4 mét thô hoa nè. 4 mét thô hoa, cái này chắc rất là mát luôn, giống như lông vậy mấy chị. Rất là mát nha. Lấy chốt lên giùm em nè. 4 mét mấy chị, 4 mét thô hoa. Cái này chắc giống như lông, giống như loại lông, lông đuổi mà lông mỏng vậy mấy chị. Mát rượi luôn nha. Cái này về mấy chị ủi ra, em nói mấy chị lông đầm hơi bị đẹp luôn á. 65.000 4 mét. 65 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 65 nè. 65k nha mấy chị nha. Giống như chắc lông vậy mấy chị. 65 chắc mềm mà co giãn nữa nha. 65.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 65. Mã 65 lên giùm em nè mấy chị, 65.000, ai lấy chốt lên giùm em 65 mấy chị, rất là đẹp mấy chị. Cái này đẹp lắm luôn. 65.000 giùm em, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 65. Chắc mát như lông vậy mấy chị ơi, 65.000. Lấy chốt mã 65 giùm em. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè, lụa nha mấy chị nha. Chắc 100D. Lụa chắc 100D, chị nào lấy chốt lên giùm em nè. Cái này em có được 4 m mấy chị, 4 m lụa 100D. Có co giãn cho mấy chị luôn. 4 m lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em mã 67. 67, ai lấy 67 chốt 67 giùm em họa tiết 67 nè. Họa tiết 67, ai lấy 67 mình chốt 67 giùm em nha mấy chị, 67k. Lấy chốt mã 67 giùm em nha mấy chị, 67.000. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 67, chắc này co giãn tốt cho mấy chị 67 nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 67? 67.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 67 nè. Rồi em có mảnh lụa nè mấy chị. Ai lấy lụa này chốt lên giùm em? 2,67 Hạnh Trần. 2,67 chị Hạnh, cô Hạnh Trần nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha, lấy chốt lên giùm em. Cái này kèm mét hoặc cái này mấy chị kèm mét lên giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị kèm mét lên giùm em hoặc là 2,34 m giùm em. Cái này 2,34 m, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 34 hoặc là mấy chị kèm mét lên giùm em nha. Cái này em có cũng hơi nhiều nè. Cái này em có 5-6 m gì đó mấy chị. 2,34 m hoặc là kèm mét lên giùm em với. Chị nào lấy 2 m thôi thì chốt mã 34, còn không thì kèm mét nha mấy chị nha, nhí xanh nè. Nhí xanh nha mấy chị nha, nhí xanh. 2,34 m hoặc là kèm mét lên giùm em với nha, hoặc là kèm mét lên giùm em với. Rồi em còn mảnh này nữa nè. Rồi cho chị góc nhỏ 2 m nè. Rồi cái này em có được 2,4 m mấy chị ơi, 2,4 m. Chị nào lấy chốt lên giùm em 2,4 m. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Mã 39 này, 2,4 m, 39.000. Trời cái này nó đẹp cực kỳ luôn. 29.000, chị nào lấy chốt lên giùm em. Ok chị Dung Trần này, ok chị góc nhỏ nha. Lấy chốt lên giùm em mã 39 mấy chị, 39.000. Lấy chốt lên giùm em mã 39, 39 nha mấy chị nha. 39.000, dạ đúng rồi chị Hoàng Thiệp. 39.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 39 nè. 39 cho coi bông hồng đen sau lưng hả. Cái này em có 2,4 m rồi chị. Chị lấy nhí nào chị? Bỏ đây thử nhí ra. Cái này là mã 39 nha chị Chi Chi nha. Hay là chị lấy 2 m nhí kia? Em cần rồi. Hả? Tư. Đừng cầu chót luôn. Cái này là lụa cô Hạnh Trần ơi. Cái này là lụa nha. Cái này là lụa nè. Cái này là lụa chắc này có co giãn 100D nha cô Hạnh Trần. Cho coi bông hồng phía sau. Bông hồng phía sau là lụa luôn chị Nguyễn Phượng. Bông hồng phía sau là lụa luôn nha. Chắc này cũng có co giãn luôn nè.
Mấy chị lấy bông hồng thì chốt bên giùm em mã bông hồng. Bông hồng gì mấy chị nha, bông hồng. À à, 32 mét hả? Rồi để coi thử. Coi thử cái này còn bao nhiêu nha. 16 hết mất tiêu rồi à, chị chơi chơi ơi, hết mất tiêu. Em còn 1m8 được không? 1m8 được không chị? 1m8 nha, chị lấy được không? 1m8. 1m8 chị có lấy không? 1m8 thì 30 ngàn chị. 1m8 thì 30, ok chị nha. Ok chị nè. Rồi ai lấy chút lên giùm em mã 39, cái này hơi bị đẹp luôn đó chị, 39 ngàn nè. 39 ngàn chị lấy chút lên giùm em mã 39, chắc này đẹp lắm luôn, 39 ngàn. Bông thanh 5 mét bông hồng. 39 chị nào lấy chút lên giùm em mã 39, rồi lấy hết cho chị Nguyễn Phượng nè. Ok chị nè. Lấy hết cho chị Nguyễn Phượng. Chị chị. Chị Nguyễn Phượng ơi, cái này để em đo thử bao nhiêu mét nha. Đo bao nhiêu mét rồi. Cái đó là lụa chị, đo coi thử bao nhiêu mét. Rồi em báo giá tiền cho chị biết luôn, để chị nhắm chân chị chốt nha. Rồi 39 ngàn. À, bông hồng hết mất tiêu rồi chị Bông Hồng. Bông Hồng. Chị Nguyễn Phượng chị lấy hết mất rồi chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em lụa nè. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Cái này em có được 2 mét lụa nè. 2 mét lụa. Lấy chốt lên giùm em 2 mét nè. Gần 8 mét nha chị Nguyễn Phượng nha. Gần 8 mét chị ơi. Cái này là mã 130 ngàn. Gần 8 mét 130 ngàn. Nhưng chị lấy thì ok giùm em lên 1 tiếng nữa nha chị Nguyễn Phượng. Gần 8 mét 130. Rồi cái này là 32 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 32. Lấy chốt lên giùm em mã 32 nha mấy chị nhân. 32k nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em nè mấy chị. Mã 32 nè. Mình lấy thì mình chốt 32 2 mét nè mấy chị ơi. 2 mét 32 nè. 2 mét 32 lụa nha mấy chị. Lụa 32. 32 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 32. Chị Nguyễn Phượng lấy hết không chị? 32 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 32 lụa hoa màu xanh. Ok chị nè. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m2 luôn nè mấy chị. 1m2 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m2 nha. 1m2 lên áo nè. 1m2 lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã 22. 1m2 lên áo 22 ngàn. Ai lấy thì mình chốt mã 22 mấy chị. 1m2 thôi. Von lụa không cần lót mấy chị. Von lụa không cần lót mã 22. Chị nào lấy 22 mình chốt 22 mấy chị nè. Mã 22 giùm em nha mấy chị nha. 22k. 22k chị nào lấy chốt lên giùm em mã 22 cho chị Dung Trần. Cũng có mặt này đẹp lắm mấy chị ơi, chắc 100D. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Chị nào lấy chốt lên giùm em nè. Cái này em có được 3 mét hơn. Em chào chị Hồng Sen nè. 3 mét hơn chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét. Ai lấy chốt lên giùm em 3 mét lụa 100D. Cái này coi dạng 4 chiều chắc đẹp lắm luôn. 57 ngàn. 57 ai lấy 57 mình chốt 57 mấy chị ơi. 57 rất là đẹp luôn. Mã 57 nè. Mã 57 chị nào lấy 57 mình chốt 57 cho em mã 57. 22 em hết. 57 ngàn chắc rất là mát nha mấy chị nha. Cái này nó đẹp lắm luôn. Giống như chắc mango luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. 57 ngàn ai lấy chốt mã 57 giùm em 3 mét. 3 mét 57 ngàn. Lụa hoa chắc này coi dạng 4 chiều cho mấy chị luôn nè. 57. 57 nha mấy chị nha. 57 cho chị Ngọc Dung nè. Ngọc Dung. Đâu mới hỏi số nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh hoa. Chị nào lấy chốt lên giùm em. Hoa nha mấy chị nha. Hoa này em có được 1 mét 57 hết. Cái này em có được 1m3 mấy chị ơi, lụa giấy nha, 1m3. 1m3 nha mấy chị, 1m3. Ai lấy chốt lên giùm em 1m3 21 ngàn mấy chị. 1m3 21 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 21. Mình lấy thì mình chốt mã 21 mấy chị nè. Mã 21 nha. Lấy thì mình chốt 21 lên giùm em với nè. Mã 21 chắc này co dạng tốt cho mấy chị luôn. Mã 21 chị nào lấy 21 mình chốt 21 mấy chị nè. 1m3. Về mấy chị lên một cái đầm suông nha. 21 lên chốt chị Dung Trần nè. Rồi lên cho mấy chị khúc chân nè mấy chị. Chân nha mấy chị nha. Chị nào lấy chân chốt chân lên giùm em. Mã chân. Chân này em có được 4 mét chân nha mấy chị. 4 mét nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em 4 mét. 4 mét chân lụa 100D. Cái này là 72 ngàn mấy chị.
72.000 dùm em nha, like chút lên dùm em mà 72 hoặc là chia ra dùm em 72. 72 dạ 57 chị không có rồi. 72 chị like chút lên dùm em mà 72 nè. 72 nha mấy chị nha, 72 hoặc là chia ra 2 mét có 35.000 à mấy chị ơi. 2 mét chỉ có 35.000 thôi nha. Mà 72 chắc mày co giãn mềm đẹp nè, 72 nè. Chốt 72 lên dùm em 100D 4 mét 72. 72 hoặc là chia ra dùm em mã 72. Rồi ai lấy chốt lên dùm em mã 47. Vân Trinh Phong Hoa Nhí nè. 47.000 Trinh Phong Hoa Nhí 47. Trinh Phong Hoa Nhí 47.000 chị lại chốt lên dùm em mã 47 mấy chị. 47.000 30.5. 30.5 47.000 Trinh Phong Hoa Nhí 47.000 30.5 nha mấy chị nha. 30.5 Trinh Phong Hoa Nhí nè, cái này lên đầm lót dùm em nha. 47.000 30.5 Trinh Phong. Trinh Phong Hoa Nhí 4.5 nha. 30.5 47.000. 47.000 giùm em hoặc là chia đôi giùm em nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 58 mấy chị nè. 58.000. 58 cái này em còn 3m 58.000 mấy chị, 3m 58k. 3m 58 chị nào lấy 58 mình chốt 58 giúp em mã 58. Lấy chốt 58 mới giùm em nha mấy chị, lên bộ lên áo da áo đầm giùm em. Bộ áo đầm gì cũng được nè. 58 chị nào lấy mình chốt mã 58 mới giùm em nè, mã 58 nằm ra cái đây. 58 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 58. 58.000 ai lấy chốt mã 58 47 này, 47 con. 47 chốt chị Nguyễn Phượng nè. Rồi 58.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 58 mấy chị nè. 58.000 nha. Rồi cái này 56.000 đuổi. Đuổi hạt 56.000, đuổi hạt màu vàng 56. Đuổi hạt màu vàng 56 em còn 2m 56.000 đuổi hạt vàng này mấy chị, 56.000. Cái này chắc đẹp lắm luôn mấy chị. Mày chắc là rất là đẹp luôn nha, đuổi hạt. 56.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 56 2m 56.000 đuổi hạt này. Có co giãn 4 chiều cho mấy chị luôn 56.000. 2m đuổi hạt 56, ai lấy 56 mình chốt 56 này mấy chị mã 56. Chốt 56 lên giùm em nha mấy chị nha, 56 đuổi hạt. Rồi 3m satin mấy chị ơi, 3m satin màu trắng này. 3m satin bi trắng giùm em. 3m satin bi trắng chị nào lấy chốt lên giùm em 3m, 3m 48.000. 3m 48.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 48 có co giãn 48k. Ai lấy thì mình chốt 48 giúp em mã 48. Chị nào lấy 48 mình chốt 48 lên giùm em nha mấy chị, mã 48 nè. Ai lấy thì mình chốt 48 lên giùm em mã 48 hả? 48 hồng sen. 48 chốt chị hồng sen. Chưa đâu. 48 chị hồng sen. Satin kia đây, còn mã nào đâu. Rồi lên cho mấy chị một khúc satin nữa nè mấy chị, lấy chốt lên giùm em satin 48 em hết rồi chị chơi chơi ơi. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, cái này cũng satin luôn nè mấy chị, em có 4m satin lon. 4m satin lon vàng nha mấy chị nha, chắc đẹp lắm. Ở trong tiệm thì nó hơi nhăn thôi, rồi mấy chị may mấy chị ủi ra nha. Mấy chị may mấy chị ủi ra chắc rất là đẹp luôn nha. Lấy chốt lên giùm em nè. Rồi cái này là 58.000 mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 58 nè. Chốt 58 lên giùm em nha mấy chị ơi, 58 hoặc là chia đôi. 58 hoặc là chia đôi ra giùm em chắc đẹp lắm, co giãn. 58.000 hoặc là chia ra giùm em nha mấy chị, 58. Cái này mà về mấy chị ủi ra may pyjama rồi dễ đẹp lắm mấy chị. 58.000 giùm em, chị nào lại chốt lên giùm em mã 58. Satin loan. Satin loan 58.000 mấy chị. Chốt lên giùm em mã 58 satin nha. Satin 58.000. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã satin 77.000 mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 77 5m nè. 77.000 5m chị nào lấy chốt lên giùm em mã 77 chắc hơi bị đẹp luôn á chị, 77.000 chắc cực kỳ đẹp mà mát nữa. 77.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 77 satin hoa hồng nè mấy chị. Lon hồng nè, 3D nha mấy chị nha. 5m 77.000, mình không lấy hết thì mình chia đôi ra giùm em nha mấy chị. Không lấy hết thì chia đôi ra giùm em 5m 77.000 mấy chị ơi, chắc đẹp lắm luôn. Chắc cực kỳ đẹp nha mấy chị nha, co giãn, dày dặn nữa chứ. Lai chốt lên giùm em mã 77 hoặc là chia ra giùm em 77 nè. Chốt 77 lên giùm em hoặc là chia đôi. Rồi ai lai chốt lên giùm em mã 15 Trinh Phong. Trinh Phong 15.000 chị lai chốt lên giùm em mã 15 Trinh Phong này mấy chị.
Chinh Phong 15 nha mấy chị nha, 15 ngàn. Ai lấy chút lên giùm em 1 mét nha mấy chị. 15, chị nào lấy 15 mình chốt 15 mấy chị nè, 15k. Von Chinh Phong nha mấy chị nha, nhí vàng giùm em, mã 15, đủ một áo thôi nha. 15 ngàn giùm em cho chị Mai Nguyễn nè. Rồi em có mảnh lá nè, chị nào lấy lá thì chốt lá lên giùm em, mã lá em có được 3 mét lá. 3 mét lá, chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét nè mấy chị, 3 mét lá nè. 3 mét lá này 50 ngàn mấy chị nè, 3 mét lá 50. Lấy chốt lên giùm em mã 50. Mình lấy thì mình chốt mã 50 nha mấy chị nha, 3 mét 50 có kho giãn cho mấy chị lên này 50 nè. Lấy chốt lên giùm em 50 nha mấy chị nha, 50 3 mét lá giùm em, chắc này kho giãn tốt nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh form theo 40 ngàn mấy chị ơi, theo 40. Theo 40 chị lấy chốt lên giùm em mã 40. 77 với chị nguyên liệu 10 cây chị ơi, mình lên số giùm em nha chị. Lên số giùm em nha chị, nguyên liệu 10 cây nha, cho nó bị ẩn comment, em đọc comment của chị hơi chậm á. Rồi 40 ngàn nha mấy chị nha, theo theo 40 chị lại chốt lên giùm em mã 40 nè. Mã 40 lên giùm em mã 40, cái này em có được cái này phải 40 em ta. 40 ngàn nha mấy chị nha, cái này em có được 2m40 ngàn mấy chị nè, 2m40 ngàn theo nha. Theo 40 chị lại chốt lên giùm em mã 40 theo nè. Theo mấy chị 40 ngàn nha. Theo 40 ngàn mấy chị ơi, lên đồ cho bé đẹp lắm luôn 40. Mình lấy thì mình chốt mã 40 cho em, mã 40 nè. 40 ngàn ok chị nè. Chị chốt giùm em 2-3 mảnh nữa cho đủ đơn luôn nha chị mì cây nha. 77 ngàn rồi. Đơn trên 100 ngàn là yêu đơn á, chị chốt giùm em 2-3 mảnh gì nữa cho đủ đơn. Rồi ai lấy giùm em chốt lên giùm em mã 40 mấy chị đẹp, 40k. Mã 40 giùm em, ai lấy 40 mình chốt 40. 40 ngàn nha mấy chị. Lấy chốt lên giùm em 40k nè. Em mới có bạn xong rồi ạ. 40 ngàn nha mấy chị nha. Rồi 18 ngàn lên áo nè mấy chị. 18 ngàn chị lấy chốt lên giùm em mã 18 lên áo giùm em 18 mấy chị nè. 18 lên áo, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 18 nè. Chốt 18 lên giùm em còn được nét lên áo mấy chị 18 ngàn. Mã 18, chị nào lấy 18 mình chốt 18 cho em mã 18. Mã 18 nha mấy chị nhân 18k. Lên áo thôi mấy chị 18 ngàn. Lấy chốt 18 lên giùm em. 18 chị Dung Trần. Rồi cái này 31 ngàn này mấy chị nè. 31 ngàn. 31 ngàn em có được 2m, 31 ngàn mấy chị. Cái này về mấy chị lên pyjama nha, 31, 2m. 31, 2m chị nào lại chốt lên giùm em, chào cô Trần Mỹ Châu. 31 chị nào lại chốt lên giùm em mã 31 mấy chị. 31 giùm em, mã 31. Chốt 31 lên giùm em mấy chị này 2m. Cái này lên pyjama giùm em, áo kiểu giùm em mã 31 nè. Mã 31 lên giúp em nha mấy chị, 31k. Cho chị Dung Trần luôn nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh hoa màu đen. Hoa màu đen chị nào lại chốt lên giùm em hoa đen nha. Cái này em có được 1m2. 1m3 mấy chị, 1m3 hoa đen này. Cái này về mình lên đầm suông cũng được mấy chị. Lên đầm suông giùm em cũng được, chắc lụa giùm em nha. Lên đầm suông cái này 25 ngàn. Lấy chốt lên giùm em mã 25. Mình lấy thì mình chốt mã 25 giùm em nha. Mã 25, 31 em hết chị Nguyễn Phượng ơi. 35 chị nào lấy 35 mình chốt 35 cho em mã 35. Lấy chốt lên giùm em mã 35. 31 cho Dung Trần hồi nãy chứ tự nhiên dơ đó lên chị. Lấy chốt lên giùm em mã 35 mấy chị. Em chào chị Huệ Trần nè. 35 chị nào lấy 35 chốt 35 hoa đen. Cái này 1m3 mấy chị ơi. Lên đầm váy cũng được nha. Lên một cái đầm suông mấy chị. Đẹp lắm 1m3. 35 không phải 25. Nguyên liệu 10 cây. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này. Rồi 35 nguyên liệu 10 cây. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em. À mã 25 á chị, nguyên liệu 10 cây em đọc lộn nha, 25 ngàn á chị ơi. 25 ngàn mà em đọc lộn á. Cái đó 1m3 nha chị nha, 25 ngàn thôi. Rồi cái này em có được 1m7 sọc này mấy chị, 1m7 sọc này. Chắc này co giãn tốt, mềm đẹp lắm luôn mấy chị, sọc này rất là đẹp luôn. Em hết rồi chị My Ái nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 30. Mình lấy thì mình chốt 30 lên giùm em nè mấy chị, mã 30 nè. Ai lấy 30 chốt 30 cho em mã 30. Chốt 30 lên giùm em nha mấy chị nha, 30 sọc. 1m7 30. 1m7 30 nha mấy chị nha, 30 chốt chị chơi chơi. Mã ai chơi thôi.
Tâm ơi cho chị chơi chơi. Rồi lên cho mấy chị khúc đuổi nè mấy chị. Đuổi nha. Chị nào lấy đuổi thì chốt đuổi lên giùm em. Trời này đẹp quá mấy chị ơi nè. Thấy không? Cái này mà em nói mấy chị lên một cái đầm giá trị lắm luôn á. Lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 2 mét. Chưa con mà. 2 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét nè. Ủa chị chi chi có rồi mà chị chốt thêm hay sao vậy? Từng nãy chị có rồi. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 56. 56 ngàn ai lấy chốt mã 56 đuổi chị Hồng Sen 56 nè. 56 chốt chị Hồng Sen. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em lụa 100D luôn nè mấy chị. 100D nè. Lấy chốt lên giùm em cái này em có được 2m1 nha mấy chị nha, 2m1 lụa. Cái này chắc co giãn luôn. 2m1 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 36. 36 ngàn ai lấy thì mình chốt 36 giùm em mã 36 mấy chị. Sao chưa thấy ai gọi chốt đơn? Dạ mai nha, mai em gọi cho. Tại em đang like á chị. Đang like là em chưa có gọi được. Like để dồn đơn cho mấy chị á. Ví dụ bây giờ chị mua thì em vẫn dồn đơn cho mình nha. Rồi mai em gọi luôn một lần á chị. Huệ Trần nè. Tại em like 2 ngày á. Ủa sao không có hả? Dạ rồi ok chị chơi chơi nha. Hồi nãy cái đó chị chia đó. Rồi 36 em chốt chị Dung Trần nè. 36 em chốt chị Dung Trần. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em cái này ép nè mấy chị. Von ép nè đẹp chưa? Von ép chị nào lấy chốt lên giùm em von ép cái này em có được 1m7 von ép. 1m7 von ép chị nào lấy chốt lên giùm em 1m7 30.000 mấy chị. 1m7 30. Mình lấy thì mình chốt mã 30 giùm em nha mấy chị nha, 30 nè. Ai lấy 30 mình chốt 30 mấy chị ơi, 30. Lấy chốt mã 30 lên giúp em nha mấy chị, 30. Ép 30 1m7. 1m7 30 ngàn mấy chị nè. Cái này lên đầm đẹp lắm luôn á. Cái này lên đầm rất là đẹp nha. Màu trắng. Trắng kem giùm em mã 30 nè. Lên đầm váy thiết kế rồi vậy rất là đẹp luôn. 1m7 30 ngàn. 1m7 30 ngàn họ để dành về pha phối nha. 30. Lấy chút lên giùm em 30 mấy chị nè. Rồi lên cho mấy chị khúc tơ loan. Mấy chị ơi em còn 1m2. Khúc tơ loan em còn 1m2. Chị nào lấy chút lên giùm em 1m2 tơ loan nè. 1m2 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 15. 1m2 15 chị nào lấy 15 mình chốt 15 mấy chị nè, 15 nha. 1m2 tơ loan 15. Lên khăn tròng cổ cũng được mấy chị nè. Lên áo cũng được 15. Mình lấy thì mình chốt 15 em chốt. Em chào chị Tuyết Ánh. 15.000 nha mấy chị nha, 1m2 15 tơ loan. Tơ loan 15.000 mấy chị nè, 15.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bi trái tim nè mấy chị. 15 em chốt chị Dung Trần. Rồi cái này em còn có 90 phân nè mấy chị ơi. 30 Tuyết Ấm. 30 hả chị? 30 cái ép đúng không? Cho chị Tuyết Ấm nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em cái này mảnh nhỏ thôi mấy chị ơi. Về lên đồ cho bé giùm em còn có 90 phân thôi nha. 90 phân cái đó lỗi. 90 phân chị nào lấy chốt lên giùm em 90 phân mã 13 ngàn. 13 mình lấy thì mình chốt 13 mấy chị đẹp, 13 nha. Chị nào lấy 13 thì mình chốt mã 13. 13k ai lấy thì mình chốt mã 13 mấy chị. Cái này về mình lên đồ bé thôi, cái 90 phân thôi nha. Bi lụa giấy chắc này có co giãn 13 ngàn mấy chị ơi, 90 phân. 90 phân 13 ngàn. Rồi em sale cho mấy chị cái này 20 ngàn này mấy chị, cái này nó bị lỗi góc xíu nè. Sale cho mấy chị còn 20 nha. Chị nào lấy sale 20 mình chốt sale 20 đây này, lỗi góc này mấy chị. Đó lỗi góc này chị thấy không, lên vài xíu thì nó không có bị mắc khổ mấy chị. Sale cho mình còn 20 nha, chị nào lấy sale 20 thì mình chốt sale 20 lên giùm em sale 20 mấy chị, mã sale 20 lên giùm em nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị cái áo đủ á, sale 20 chị nào lấy sale 20 mình chốt sale 20 13 cho chị viết ống luôn kìa. Rồi sale 20 mấy chị ghi giùm em chữ sale 20 mấy chị nè, sale 20 nha. Mã sale 20. Rồi sale 20 em chốt chị Dung Trần nè. Rồi cái này em có được 1m4 mấy chị ơi, 1m4. Lên đồ bé đẹp lắm luôn nè mấy chị. 1m4 giùm em nha. Lên đồ bé giùm em. 1m4 36.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 36. Lấy chút lên giùm em mã 36 mấy chị ơi, 36 1m4 chắc là giãn nha. 36 ngàn đẹp lắm luôn, lên đồ bé mấy chị, 36 ngàn.
Hối ren cho mấy chị nha. Hối ren giùm em mã 36 cho chị Văn Thanh này, 36 này. Rồi lên cho mấy chị một khúc von. Rồi cái von này đẹp á. Mấy chị ơi, von Trinh Phong giùm em này. Von Trinh Phong cái này em có được 3 mét von. 3 mét von Trinh Phong 36 và giữ góc nhỏ để em coi thử còn không nha. Lai Trúc lên giùm em mã 43 để em coi thử còn không. 43.000 chị nào Lai Trúc lên giùm em mã 43. Trúc lên giùm em mã 43 mấy chị ơi, von 43. Không xem. À quả 43 hay 56. Em like chập cái em đọc mệnh bạ vậy. À 43.000, 43 chị Hồng Sen này. Rồi lên like cái đây được không này chị góc nhỏ này. Cái này cũng may đồ cho bé này. 43 em hết rồi. Cái này cũng may đồ cho bé giùm em nha. Cái này em còn mảnh nhỏ thôi. Cái này em có được 1m1 nha. 1m1 này mấy chị ơi. 1m1 nha mấy chị nha. Lai Trúc lên giùm em kiểu may đồ cho bé. Cái này nó hơi nặng xíu, mã 35. 35 mình lấy thì mình chốt 35 lên giùm em mã 35. Lai chốt 35 lên giùm em mã 35. Chốt 35 lên giùm em này mấy chị này, 35 này. 35 mình lấy thì mình chốt 35 cho em nha mấy chị, mã 35 lên đồ bé này mấy chị này, đẹp lắm. Nó ép cho mình này mấy chị. 35.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 35, em còn 1m1 thôi. 35 chị nào lấy 35 chốt 35. 35 cho chị Văn Thanh này. Rồi cái này em còn một áo này mấy chị ơi, một áo xốp hoa nha. Một áo xốp hoa chị nào lấy chốt lên giùm em một áo xốp hoa. 35 cho chị Phạm Cúc một mảnh này. Rồi ai lấy một, ai lấy chốt lên giùm em xốp hoa này mấy chị, xốp hoa nha. Em bị rớt mạng, nãy em chốt 36 có được không? À, góc nhỏ hả? Hình như không được hay sao á. 36 cho người khác rồi. Lấy chốt lên giùm em mã 16 mấy chị ơi, 16. Mình lấy thì mình chốt 16 mấy chị nè, 16 ngàn nha. Chị nào lấy 16, mình chốt 16 mấy chị ơi, 16 xốp hoa. Cái này là xốp hoa may đồ bé luôn. Xốp hoa mấy chị nè, xốp hoa giùm em mã 16. Xốp hoa 16 may đồ bé giúp em nha, 16k. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa, cái này không cần lót mấy chị nè. Von lụa không cần lót. Mình lấy thì mình kèm mép lên giùm em đi mấy chị ơi. Lấy kèm mép. Von lụa không lót, lấy kèm mép lên giùm em. Von lụa không lót, lấy kèm mép lên giùm em nhí nha. Mấy chị nhớ nhí đen nè. Lấy lên giùm em nhí đen kèm mép lên giùm em với nhí đen. Mấy chị em còn ít thôi, nhí đen kèm mép. Chị nào lấy nhí đen chốt nhí đen kèm mép lên giùm em. 16 em chốt chị Dung Trần nè. Chị Dung Trần với chị gì ha, chị Nguyễn Phượng sao chốt cái mã giống nhau ghê luôn á. Mỗi lần chị Dung Trần lên á là chị Nguyễn Phượng cũng lên theo. Mà chị Nguyễn Phượng lúc nào cũng chốt sau à. Mạng của chị yếu quá chị Nguyễn Phượng nè. Mạng của chị yếu hơn mà lúc nào chị Dung Trần lên mạng đó là chị cũng lên theo, giống y thì vậy luôn. Hai người chốt giống nhau nha, hai người gu giống nhau. Rồi nhí nha mấy chị nha, nhí nè. Chị nào lấy nhí thì chốt nhí lên giùm em, nhí kèm mét đi mấy chị. Nhí kèm mét lên giùm em với nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Chị nào lấy chốt lên giùm em có mảnh nó xốp hoa xíu nữa đẹp lắm mấy chị. Cái này em có được 1m3 nha mấy chị nha, 1m3 nhí đỏ nè. Vàng hả? Cái này là lụa chị ơi. Cái này lụa đuổi nha. Vàng này đúng không? Lụa đuổi giùm em. Chắc này có co giãn. Tư tưởng giống nhau. Và chốt y xì nhau luôn á. Chị lên cái mảnh nào là chị Nguyễn Phượng lên cái mảnh đó. Cái này là tơ nha chị. Cái này là tơ thô nha chị nha. Tơ thô vàng này là tơ thô nha chị Hồng Sen. Còn cái này là đuổi giùm em, đuổi thì nó hơi nặng xíu. Còn đây là tơ nha, tơ thô. Lấy kèm mép lên giùm em, nếu như chị lấy tơ thì chốt tơ nha, tơ thô. Tơ thô kèm mép lên giùm em nha. Em còn có một ít nha, để em đo luôn thử cho. Rồi cái này em còn 3,5m nè, tơ thô. May là phải lót giùm em nè. Tơ thô 3,5m, 35.000 chị. 3,5m, 35.000, 10.000m. 35.000 tơ thô chị nha, chị lấy thì chốt lên giùm em 35. 1 phân 1.000. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 24. Lấy chốt lên giùm em mã 24 nha mấy chị nha, 24. Mã 24 giùm em nha mấy chị nha, 24. Cái này là von S này mấy chị. Chị nào lấy von S thì chốt lên giùm em von S kèm mét nè, đẹp lắm luôn nha. Von S kèm mét lên giùm em.
24, chị nào lấy hoa nhí đỏ 24, ai lấy nhí đỏ 24 thì chốt lên giùm em mã 24 này. 24, chị nào lấy 24 chốt 24 lên giùm em mã 24. Mã 24 giúp em nha mấy chị ơi, 24 ok. 24 Dung Trần, thôi không lấy. Dạ rồi ok chị nè, 24 chị Dung Trần, em có mảnh xốp này mấy chị. Đây em còn mảnh xốp nữa nè. Đó đẹp chưa mấy chị ơi, nhìn là thấy đẹp rồi đúng không? May đồ bé rồi, rất là dễ thương luôn. Xốp hoa cái này em còn được 1m7 này mấy chị, 1m7. 1m7 xốp hoa, chị nào lấy chốt lên giùm em 1m7 nha. Chốt lên giùm em mã 41 này. Mình lấy thì mình chốt 41 lên giùm em nè mấy chị, mã 41. Chốt 41 lên giùm em nè mấy chị ơi, 41k. Ai lấy thì mình chốt 41 này. Chị thấy mình lên trước ấy chứ, mạng yếu là đúng. 41 em chốt chị Ngọc Dung nè. À em đang like hai máy á chị. Like máy. Von trắng chị có. Rồi sao nhỉ? Cái này hả chị? Cái này ép này, có chưa? Chưa, cái này mới lên nè. Sao giờ tôi có rồi? Giao kia chưa? À, cái này chị chưa có đâu, cái này em mới treo lên mà, chị chưa có đâu. Chị Lương Quỳnh Hoa, chị lấy đi, chị lấy đi. Lấy bao nhiêu mét thì lấy. Cái này mới treo mà chưa có đâu. Rồi ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có 2,5 mét nè. 2,5 mét, chị nào lấy chốt lên giùm em 2,5 mét. Mạng của chị bị chậm á chị Nguyễn Phượng, hồi nãy giờ em nói chuyện với chị lâu lắc rồi giờ mà chị mới trả lời. Là có nghĩa là bây giờ chị mới nghe em nói luôn á. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 40 nè. Rồi 2,5 mét mà có 40.000 mấy chị. 2,5 mét mà có 40.000 thôi, lấy chốt lên giùm em. 40.000 nha mấy chị nha. Ý là cái đó hồi trưa hả? Để chị lấy cái ép khác á. Chứ còn cái ép này giờ em mới treo mà. Cái ép đó bây giờ em mới treo chị. Còn hồi trưa là chị chốt cái nào em không biết. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 34 nè mấy chị ơi. Thấy. Rồi này em chốt chị Nguyễn Phượng nè. Cái này đúng không chị Nguyễn Phượng ơi? Chị hỏi ra chị chốt cái nào vậy? Cái này là em có 2,4 mà. 2,4. Cái này là 40.000 nha, chị lấy cái nào chị ơi? Lấy 40 thì chốt 40 lên giùm em nha chị. Lấy 40 thì chốt 40. Cũng đẹp. Rồi ai lấy khúc này chốt lên giùm em. Cái này em có được 1,7 nè. 1,7 mango nha mấy chị nha, 1,7. 1,7 mango, ai lấy chốt lên giùm em 1,7 nè, 34.000. Mạng của chị bị chậm á chị Nguyễn Phượng, em hỏi mà chị lâu trả lời là em biết chậm rồi. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha, mango. Trời màu vàng đẹp quá. Trắng ép treo vải gì đây? Lấy chốt lên giùm em. Trắng ép treo vải gì? Cái đó là von ép chị. Von ép chị. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 34, chị chốt lên giùm em mã 34, em chốt chị Hồng Sen nè. Chị chốt lên giùm em mã 40 đi chị Nguyễn Phượng ơi. Chốt lên giùm em 40 nha. Chốt lên giùm em cái số 40 giùm em với. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè. Rồi cái này em còn 3,3 mét. 3,3 mét lon đỏ mấy chị, rất là đẹp luôn. 3,3 mét lon đỏ. Ai lấy chốt lên giùm em 3,3 mét lon đỏ nè. Lấy chốt lên giùm em mã 57. 3,3 mét lon đỏ 57.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 57 nè. Chốt 57 lên giùm em nha mấy chị, 57k. Ai lấy thì mình chốt 57 giùm em. 57.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 57. Chốt 57 lên giùm em mã 57 nè. Chốt mã 57 lên giúp em nha mấy chị, mã 57, 3,3 mét. Cái này hơi bị đẹp luôn á mấy chị, chắc co giãn nè. Co giãn nha mấy chị nha, co giãn 4 chiều luôn. Cái này mà về mấy chị lên áo kiểu thì dễ đẹp lắm. 57.000. 3,3 mét, 57.000 mấy chị đẹp ơi. 57. Rồi von chinh phong mấy chị nè. Von chinh phong cái này em có được 1,2 mét, 1,1 mét mấy chị. Cái này lên áo cho mấy chị bao đẹp luôn. Lấy chốt lên giùm em. Lên áo chị nào lấy chốt lên giùm em 17. 17 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 17, 1,5 mét cho chị Tuyết Ấm này. 57 em chốt chị Nguyễn Phượng nè. Rồi 17 nha, ai lấy thì mình chốt 17 mấy chị ơi, 17 là von nha. 17 là von đủ lên áo cho mấy chị đẹp nè, 17. Sao giờ căng lên thành 18. Lấy chốt lên giùm em mã 17 mấy chị ơi, cho chị Tuyết Ấm 17 luôn nè. Chị Tuyết Ấm 17. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè mấy chị. Căng. Rồi cái này em có được 1 mét mấy chị ơi, 1 mét hoa vàng.
một mét hoa vàng chị nào lấy chút lên giùm em một mét. Lấy chút lên giùm em mã 15. Kéo thẳng thẳng nó xuống là xí chứ. 15 chị nào lấy 15 chút 15 em kéo nhiều xuống chứ. Hộp mì rồi. Chị biết ấm này. 15 chị nào lấy 15 mình chốt 15 lên giùm em mã 15 mấy chị. Mã 15 lên giúp em nha mấy chị ơi, 15k. 1 mét mấy chị ơi, 1 mét 15 cho chị Dung Trần. 1 mét 15 cho chị Dung Trần này. Rồi bay mấy chị ơi, bay. Ai lấy bay thì chốt bay lên giùm em mã bay mấy chị. Bay này em có được 1 mét rưỡi bay. 1 mét rưỡi bay chị nào lại chốt lên giùm em 1 mét rưỡi lụa giấy luôn mấy chị, có 19 ngàn thôi. 1 mét rưỡi 19 ngàn, chị nào lại chốt lên giùm em mã 19 cái 57 cho Nguyễn Thị đi. Lại chốt lên giùm em mã 19 mấy chị ơi, 19 ngàn. 19 ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em mấy chị, bay 19 ngàn. 1 mét rưỡi nha, lụa. Lụa giấy 19 ngàn 1 mét rưỡi. Em chốt chị Nguyễn Phượng này. 19 em chốt chị Nguyễn Phượng. Này dài chị. Cái này cũng phải là còn cũng phải là 10 mét á chị ơi. Bi trắng nền xanh sâu luôn. Cái này chắc cũng còn 10 mét á chị ơi, 10 mét nha, chị lấy bao nhiêu mét thì kèm mét lên giùm em, 10 mét á, cỡ đó. Lấy cái hoa nhí màu xanh tiết mình. Lấy 1 mét 8 chấm bi nền xanh phía sau. Chấm bi nền xanh hả? Ở đây hả chị? 1m8 cái này đúng không chị ơi? Chắc này đẹp lắm, có co giãn nè. Đúng không? Đúng thì ok lên giùm em nha. Đúng thì ok. Dạ thì nhiều nhưng mà chị lấy bao nhiêu mét thì em cắt cho. Rồi có cắt có 2m2 à. Còn bao nhiêu? Những mảnh này em treo lên đây đều dài hết á. Mấy chị muốn cắt bao nhiêu là mấy chị lên cái mét cụ thể luôn đi. Chứ còn treo đằng sau nó phải dài chứ. Dạy mấy em tưởng đâu chị lấy 20 mét chứ. Hỏi còn bao nhiêu thấy ghê gớm quá. Tưởng lấy 20 mét chứ. Lấy 1 mét rưỡi chấm bi nền xanh đậm và nền đen co ha. Hình như vậy. Tiếp mình. Không phải. Chấm bi trắng nền xanh đậm là cái này nè. Cái chỗ bi này cái là hơi nhí á. Mì rồi, sao chút mẻ đi mì. Thôi ba nha. Sao ba vậy chị? Nghỉ chơi với em hả? Ai đưa. Nghỉ chơi sao mà ba? À chị lấy cái này hả? Chị Tuyết Minh ơi lấy cái này đúng không? Cái này lụa 100D chị nha. Lụa 100D, đúng cái này đúng thì ok dùm em với. Lần đen co ha. Trời ơi, lấy 1m8 vải chấm bi nền xanh đậm. Cái này là hoa nhí chị nha. Cái này đúng không? Đúng thì chị ok giùm em một phát nè. Và nền đen có hoa lụa nha. Rồi đúng cái này không? Đúng thì ok một phát nữa chị nha. Đi tắm em ơi hả? Dạ đi tắm đi chị. Đi tắm đi nha. Em xem lại trắng hoa ép dương gian lên. Rồi đây chị ơi. Đây cái chị cái này 1m8 đi nè. Đây chị ơi, trời này hơi bị đẹp luôn á. Này hơi bị đẹp luôn nha. Nào đó lên váy lên đầm đẹp lắm luôn. Rồi lụa giấy nè mấy chị ơi, ai lấy lụa giấy chốt lên giùm em lụa giấy nè. Đúng không? Ok rồi đúng không? Mấy chị 1m8, coi thử phải 1m8 nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa giấy nè mấy chị ơi. Ê cái này có nó có hai mảnh mấy chị. Biết mình nào không? Biết mình cũ. Sao ngày qua biết đi Tuyết Minh cậu mà bữa nay hỏi Tuyết Minh nè. Ai là có đơn rồi. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này hai mặn giống hai mặn giống nhau bằng nhau mấy chị. Chị nào muốn lên bộ được thì chốt lên giùm em. Lên bộ cái này mỗi mặn là 1m1 nha. Mỗi mặn là 1m1. Em căng hai mặn luôn. Chị nào lấy hai mặn thì mình chốt lên giùm em là hai mặn. Hai mặn 36 ngàn mấy chị. 1m8 nha.
hai mảnh 36 nghe chị lại chốt lên giùm em mã 36 mấy chị đẹp, hai mảnh 36. Hai mảnh 36 chị nào lấy 36 chốt 36 nha chị, em mã 36 nè. 26.000, từ nãy chị em lên quá trời hoa thơm, mấy chị Hương Giang lên. Lại chốt lên giùm em mã 26. Mã 26 giùm em nha mấy chị nha, 26 hay 36. 36.000 mấy chị đẹp, 36.000, em nói lộn, 36 nha, hai mảnh 36.000 nè. Cho chị xem hoa trắng nhí tím hả? 36.000 lại chốt lên giùm em mã 36. Dạ đây chị. 2 mét hả? 2 mét chắc tầm 30 ngàn đổ lại thôi chị Nguyễn Hoa, tại nó là von mà nó nhẹ mà chị. Nó là von mà nó nhẹ, nó không có nặng đâu. Đây này chị ơi, em còn có 2 mét thôi nha. Chị lấy thì em cân lên coi. Em còn 2 mét thôi chị. Rồi cái này là 32 ngàn nha chị gì? Hương Phạm. 32 ngàn chị nè. 2 mét 32 ngàn, có co giãn luôn nha. Co giãn tốt, chắc đẹp. Rồi 36 ngàn 2 mảnh 36. Xăm nhí 2 mét, nhí xăm 2 mét. Xăm 2 mét, nhí xăm 2 mét. Xăm nhí 2 mét, nhí xăm 32 hồng sen. Rồi 32 chị hồng sen nhí. Sao này. chị hồng nền trắng hoa nhí sau em cơ. Nền trắng hoa nhí hả? Đấy hả? Đây đúng không? Cái này chắc xốp chị ơi. Lụa xốp xốp á chị. Cái này lụa xốp giùm em nha. Đây. Lụa xốp á chị, nó hơi thô thô xíu nha. Lấy cái mét lên giùm em chị Hương Phạm, cái này lên đồ cho bé thì ai bài, hoặc lên váy cho mình nha, nó hợp với lên váy. Hợp với lên váy nha. 32 chị hồng sen rồi nha. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Lụa này mấy chị. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em caro. Cái này em còn được 2m3. 2m3 lụa caro này mấy chị, 2m3 này. 2m3 chị đầu lại chốt lên giùm em 2m3. Có 29.000 thôi. Lại chốt lên giùm em mã 29 nè. 29.000 chị đầu lại chốt lên giùm em mã 29. Mình lấy thì mình chốt mã 29 giùm em này mấy chị, 29k nè. Chị nào lấy 29 mình chốt 29 mấy chị này, 29. Lấy chốt mã 29 lên giùm em nha mấy chị, 29k. Lấy chốt 29 caro. Rồi 46.000, cái này em còn 46.000 nha mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 46 mấy chị ơi. 46.000 em còn được 2m7. 2m7 46.000, 29 em chốt chị Bích Lê Thị nè. Lê Thị có 5m nhí hả chị? Rồi 5m cái này cho chị đúng không? Cái này chắc vừa đủ 5m luôn á chị. Rồi 46 em chốt chị góc nhỏ nè. 46 em chốt chị góc nhỏ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh KT lụa này mấy chị ơi, KT lụa nha. Lấy chốt lên giùm em KT lụa, cái này nó bỏ kim đi. Bỏ đây này nè. Cái này nó bị mắc khổ, em xeo cho mình luôn nha mấy chị nha. Để mắc khổ rồi mình bỏ đi nữa. Lại chốt lên giùm em. Lại chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này xeo cho mấy chị còn 40 ngàn nè mấy chị ơi. 40 ngàn nha. Mắc khổ 40. 40 chị lại chốt lên giùm em mã 40 mấy chị ơi. Xeo 40 cho mấy chị nè. Mã xeo 40. Cái này tới 3,5 mét lặng mấy chị. Hơi bắt bị mắc khổ xíu. 40 nè. 40 thôi chốt bỏ mắc khổ. Cái đó em còn có 4,5 mét thôi chị Hương Phạm ơi. Cái đó em còn có 4,5 mét thôi, chị có lấy không? Lấy thì ok giùm em. Rồi thêu von thêu này mấy chị, von thêu. Tìm thêu lên đi chị. Von thêu cái này em có được 1,2 mét von thêu này mấy chị. 1,2 mét von thêu, chị nào lấy chốt lên giùm em 1,2 mét. 1,2 mét chị Hương Phạm lấy không? Còn 4,5 mét nha chị nha, chị Hương Phạm lấy thì ok. Chị xem nhí hồng sau nhé. Đấy hả? Đây là xốp hoa nha chị nha. Hải này đúng không? Cái này là xốp hoa. Ok, 4,5 mét nè cho chị Hương Phạm. Cái này là lụa xốp đó chị, xốp hoa này. Xốp hoa nha. Lấy cái mét lên giùm em, cái này thì em còn cũng tầm 4,5 mét thôi chị, ngày hôm qua giờ á. Ngày hôm qua giờ có nhiều người chốt rồi. Đây này chị. Rồi lấy chốt lên giùm em mã 28 nè. Chị Hương Giang lên lấy cái này 28 ngàn. Chốt lên giùm em đúng thì chốt lên giùm em mã 28 chị nha, 28 ngàn, em còn có 1m2 thôi, 28 ngàn giùm em von theo 28. Von theo 28 cho chị Hương Giang Lê nè.
Trời ơi mấy cái đây chiều hôm qua giờ em có quát rồi, quá đắt luôn, mấy chị chốt hết rồi. Rồi ai lấy chốt lên giùm em thêu nữa nè. Đây cái đây em còn 2 mét nè, thêu nè, 2 mét thêu, chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét thêu. Chị Hương Phạm lấy thì ok nha, chị Hương Phạm nha. Lấy chốt lên giùm em mẹ 40. Hương Giang Lê khỏi số 40, chị Hương Giang Lê cho em số điện thoại đi. Hương Phạm ai? Chị Hương Giang Lê cho em cái số chị nha. Rồi 40 cho Hương Giang Lê này. Xem cái nào cũng muốn chốt hết. Xem cái nào cũng muốn chốt hết đúng không? Nhưng mà hết tiền rồi đúng không? Rồi lên cho mấy chị một mảnh theo ép này, mấy chị thấy không? Đó mấy chị nhìn kỹ đi. Đó theo ép này. Có số kìa. Lại chốt lên giùm em ạ, 29. Bốn cộng này. 29.000, chị nào lại chốt mã 29 lên giùm em. Cái này là theo ép, nó hơi nặng xíu. Mảnh nó nhỏ thôi mấy chị, nhưng mà nó hơi nặng xíu nha, do nó là theo ép mấy chị ơi. Cái này em còn 1 mét à. 1 mét nha mấy chị nha, 1 mét này. May đồ bé mấy chị dễ thương không? Mấy chị thấy cái theo ép này rất là đẹp. Cái này mà đúng ra là mấy chị ra một kia mua mét là rất là mắc luôn. Mấy cái theo quá. Thô theo rồi vậy mấy chị. 29.000 chị lại chốt lên giùm em mã 29 nè. Chốt 29 lên giùm em. Chào cô Thanh Xuân Trần Thị nè. 29.000 giùm em mấy chị ơi, theo ép 29.000. 29.000 giùm em mã 29 mấy chị. 29.000 giúp em nha mấy chị nha, 29k. Mã 29. Rồi em có mảnh theo. Cái này là dập á mấy chị ơi. Này em còn có 1 mét. 29 cho chị 10 cây nè. Rồi cái này em cũng còn 1 mét này mấy chị nè. Rất là đẹp luôn, lấy chút lên giùm em ép. Lấy chút lên giùm em mã 38. 38. Hình như thơm hết rồi đúng không? 38.000 chị lại chốt lên giùm em mã 38 nè. Mình lấy thì mình chốt 38 đó chị nè. Mình lấy thì mình chốt mã 38 giùm em nha mấy chị, 38. Ai lấy thì chốt 38 đi giùm em mã 38, chốt chị Phương Trương nè. 38 chị Phương Trương. Nè em 38 chị Phương Trương. Cái này em bấm cho chị Hương Phạm là 40 của chị Hương Nhân La, dự bị đi. Dạ, chốt không đủ đơn á. Rồi theo như mấy chị đang theo trắng nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã theo trắng 25.000. Theo trắng 25, chị nào lấy 25 chốt 25 lên giùm em mã 25 theo trắng. Cái này mảnh nhỏ thôi để về phai phối thôi mấy chị. 25.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 25, em có được 1m2. 1m2 25.000 mấy chị nè, lấy chốt lên giùm em 25 nha, theo. Theo 25.000 mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 25 theo trắng 25 nè. 25 cho chị Hương Giang Lê nè. Cho chị Hương Giang Lê. Rồi von theo mấy chị nè. Von theo chị nào lấy chút lên giùm em von theo. Cái này em có được 1m7 theo. Trời cái này ngày qua giờ em có quét rồi. Lấy chút lên giùm em. Mà sớm có mảnh thiệt đẹp nữa. Mà không ai chút sao có còn mảnh nữa. Nhưng mà để im từ từ. Từ từ nữa. Rồi ai lấy chút lên giùm em mã 31 nè. Chốt 31 lên giùm em nha mấy chị nhân 31.000. Ai lấy chốt mã 31 này mấy chị. Mã 31 này. Mình lấy thì mình chốt 31 lên giùm em mã 31. Von theo. Von phối ren á mấy chị, cái này là dạng von phối ren á, 31. Chị đủ đơn rồi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von ép này đẹp này mấy chị nè. Von ép này đẹp nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em von ép này nhỏ nhỏ nè. Trời đẹp chưa, lấy chốt lên giùm em nè. Cái gì? Cái đang này cái đẹp nè. Cái đó đẹp, cái đó đẹp nè. Rồi 22.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 22, hơi bị đẹp luôn mấy chị. 22 von F nha mấy chị nha. Von F 22.000 giùm em mã 22. Mình lấy thì mình chốt mã 22 lên giùm em mã 22 nè. Mã 22 mấy chị ơi, 22.000. Ai lấy chốt mã 22 lên giùm em mã 22. Chốt 22 lên giùm em mấy chị này, 22. Mã 22 giúp em, cái này em có được 2m 22 nè. 2m22 nè, những chị nhân quan ép 1 trắng 22. Lấy chốt 22 lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bi nè. Bi như mấy chị nhân, chị nào lấy bi thì chốt bi. Hoa vàng em xem. Hoa vàng cái đó là lụa chị. Hoa vàng là lụa nha chị nha.
Chốt rồi chị ơi, em chốt rồi. 22 em chốt chị Hồng Sen. Wow. Cái này là lụa nha chị nha. Lụa đuổi chị chắc đẹp lắm, mát rồi à. Rồi vô là thấy mát rồi chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Bi mấy chị ơi, bi dập nha. Cái này em có được 6 mét mấy chị nè. 6 mét giùm em, đây đẹp lắm luôn. Cái này mà em nói về mấy chị may váy cho bé thôi luôn á. Rất là đẹp luôn, 6 mét. 6 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 6 mét hoặc là kèm mét nha. Cái này mấy chị kèm mét lên giùm em đi, 6 mét lận. Xốp nhí hồng. Hồng xanh. Cái này là bi nha mấy chị nha. Bi, xốp bi. Xốp bi, cái này chị cắt cái này 2 mét đúng không chị? Không phải nhí hồng đâu. Xốp bi đúng không? Hay là chị sang lấy xốp nhí hồng này. Cái này là xốp nha, xốp bi chị nha. Nếu như chị lấy xốp bi thì comment lại là xốp bi chị Hồng Sen. Còn nếu như đúng cái này thì ok lại giùm em rồi em cắt cho nha. Xốp hồng, xốp nhí hồng nha. Cái này bao đẹp cho mấy chị luôn, co giãn. Co giãn đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Xốp bi giùm em. Chị lấy cái nào comment lại giùm em với nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Hồng. Dạ rồi ok chị nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, cái này em có được 1m7 nè. 1m7 ai lấy chốt lên giùm em, 100.000 ký chị. Lấy chốt lên giùm em mã. Mã 30. Chốt 30 lên giùm em nha mấy chị ơi, 30. Mình lấy thì mình chốt 30 giùm em mã 30 nè. Chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30, em chào chị Kim Thuận mã 30 nè mấy chị. 30k nha. 30k giùm em lụa giấy 30.000 mấy chị nè. Lụa giấy 30. Mình lấy thì mình chốt 30 giùm em 1m5 mấy chị ơi, 1m6. 1m6 30.000 mấy chị ơi, chắc này co giãn 30.000 giùm em mã 30. Mã 30 lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa này mấy chị, ai lấy chốt lên giùm em lụa nha. Chị nào lấy lụa chốt lụa, cái này em có được 1m8 cho mấy chị này. 1m8. 1m8 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m8 31.000. 1m8 31.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31. Ai lấy 31 mình chốt 31 mấy chị nè, mã 31 nè, có co giãn cho mấy chị luôn 31. Ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em mã 31 mấy chị. Mình lấy thì mình chốt mã 31, cái này mấy chị lên quần ống suông ống rộng đẹp lắm, 31.000 giùm em. 31.000 1m6 1m7 nha mấy chị nha, 31 nè. Mình lấy thì mình chốt 31 lên giùm em mã 31. Chốt 31 giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa mấy chị. Cái này em có được 1m2 lên áo cho mấy chị nè, 1m2, màu này nhã nhặn đẹp lắm. Lấy chốt lên giùm em mã 24. 24 mình lấy thì mình chốt 24 mấy chị này, 24, đốm 24. Mã đốm 24 1m2 đốm 24, ai lấy 24 mình chốt 24 mấy chị này, mã 24 nha. Mã 24 ai lấy 24 mình chốt 24. Rồi lên cho mấy chị khúc von tầm này mấy chị ơi, màu này nhã nhặn. Đẹp lắm luôn. Lấy chốt lên giùm em 2m5. Trời này hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Đẹp quá luôn, em thích mấy cái màu này nè. Nhã nhã loan loan này mấy chị. Von tầm chị nào lấy chốt lên giùm em mã 37, 2m5 nè. 2m5 37.000 mấy chị đẹp ơi, 37. Mình lấy thì mình chốt 37 giùm em mã 37 nè. Lấy chốt mã 37 lên giúp em nha, mã 37. Lấy chốt 37 lên giùm em mã 37 mấy chị, 2m5 37.000. Von tầm giùm em mã 37. 37 cho chị Văn Thâm. Ủa sao giờ nó không lên nữa ta? 37 cho chị Văn Thâm nè. 37 cho chị Hồng Sen, còn chứ. Còn. Ngoài kia sao chứ? Nhớ này, nhớ cái còn nè. Ngoài kia. Ngoài cây. Cho chị Hương Nhan Lê một mảnh với chị Hồng Sen một mảnh nữa. Em bấm vô xong đi Hồng Sen với Nhan Lê để qua kia mình nói cách nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nữa nè. Cái này em còn 3 mét nha mấy chị nha, 3 mét lụa nè. 3 mét lụa đuổi, chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét. Ai lấy chốt lên giùm em 3 mét nè. 3 mét ai lấy chốt lên giùm em mã 50. Cái kia là cái gì xong cắt luôn đi. 50, chị nào lấy 50 chốt 50 lên giùm em mã 50.
Chốt 50 lên giùm em cho chị Dung Nguyễn này, 50 nè. Chốt mã 50 lên giùm em nha mấy chị nha, 3 mét 50 ngàn. Lấy thì mình chốt mã 50 lên giùm em mấy chị nè, 50 nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái này mềm rũ mà co giãn rồi chứ, 50. Đổi 50 giùm em nha mấy chị nha, 50 ngàn, quá đẹp luôn. 50 ngàn nha mấy chị ơi, 50, ai lấy 50 chốt mã 50, mềm rũ cực kỳ luôn. 50 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 50. Chốt lên giùm em 50 mấy chị nè, 50. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von bi. Von bi như mấy chị nha, cái này em có được 1m8 von bi nè. 1m8 von bi, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 22. 1m8 von bi 22 ngàn, ai lấy thì mình chốt mã 22 mấy chị, von bi 22. 50 chị Dung Nguyễn. 22 chị nào lấy 22 mình chốt 22 lên giùm em mã 22 nè. Von bi mấy chị 22 ngàn. Cái này em có được 2 mét chứ, 22 ngàn mấy chị nè. 22 ngàn giùm em, chị nào lấy 22 mình chốt 22. Mã 22 ngàn mấy chị ơi, bi 22 nè. Bi 22 ngàn giùm em, chị nào lấy 22 chốt 22. 22 chị Dung Trần. Này chị Dung Trần 50. Cắt chứ. Thì nãy cực lắm. Mà cái đây. Dung Trần 50, rồi cái này 22 cho chị Dung Trần. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa này, chị nào lấy chốt lên giùm em lụa hoa xanh này mấy chị. Lụa hoa xanh, chị nào lấy chốt lên giùm em lụa hoa xanh nha. Cái này là 35 ngàn. Chốt lên giùm em mã 35. Mình lấy thì mình chốt mã 35 mấy chị nè, 35. Em còn khúc von theo nữa nè mấy chị. Em còn khúc von theo nha. Cái này em có được 1m6 theo nè mấy chị ơi, 1m6 theo. 1m6 theo, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 32. 1m6 theo 32 ngàn, ai lấy thì mình chốt 32 mấy chị đẹp, 32 ngàn theo. Theo 32, ai lấy 32 chốt 32 giùm em mã 32 theo nè. Theo 32 ngàn mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 32. Mã 32 lên giúp em nha mấy chị, mã 32 cho chị Hồng Sen. 32 chốt chị Hồng Sen, rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa nè. Cái đó hình như chị có rồi sao, chị Hương Dân Lê có rồi sao chứ. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, cái này em có được 3m2 nè. 3m2 chị nào lấy chốt lên giùm em 3m2. 3m2 nha mấy chị nha, 3m2, cái này 57 ngàn, đẹp quá trời luôn. 3m2 57 ngàn, chắc von lụa không cần lót mấy chị. 3m2 57 ngàn. 3m2 57 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 57. Mình lấy thì mình chốt mã 57 giùm em nha, 57k. Lấy chốt mã 57 lên giùm em 3 mét này mấy chị, chắc mềm rũ cực kỳ luôn, mát rượi luôn nha. 57 lấy thêm hả? Để xíu nữa coi còn không? Cái nó hết rồi. Leo nó hết rồi. Lấy chốt lên giùm em mã 57 mấy chị ơi. Cho chị Phạm Cúc. Rồi bi này mấy chị ơi, bi. Bi hình trái tim nha. Đây. Bi hình trái tim mấy chị nè, lấy chốt lên giùm em bi trái tim. Bi trái tim này em cũng còn 4 mét mấy chị. Mấy chị không lấy hết thì mấy chị chia ra giùm em nha. Không lấy hết thì chia ra giùm em với nè. Lấy chốt lên giùm em mã 63. Mình lấy thì mình chốt 63 mấy chị ơi, 63. 63, không lấy hết thì chia đôi giùm em nha. 63 cho chị Văn Thanh. 63 em chốt chị Văn Thanh. Em có mảnh lăm. Lăm nha mấy chị nha, mảnh lăm này. Lăm nhí vàng. Lăng nhĩ vàng em có được 1m5 lăng nhĩ vàng mấy chị, 1m5 thôi. 1m5 lăng nhĩ vàng chắc mát cực kỳ luôn. Cái này là 29 ngàn cho em, mã 29. Mình lấy thì mình chốt 29 mấy chị ơi, mã 29 ngàn nha. 29 ngàn lăng nhĩ vàng mấy chị, cái này hơi bị đẹp luôn nè. Lăng nhĩ vàng 1m5, 29 ngàn mấy chị lên đầm váy. Đầm váy đồ bộ gì cũng mát hết. 29 ngàn cho em, mã 29 nè. Rồi lụa giấy mấy chị ơi, ai lấy lụa giấy chốt lụa giấy lên giùm em. Lụa giấy cái này em còn 1m5. 29 em chốt chị Dung Trần. 1m5 mấy chị, lụa giấy có 20 ngàn nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 20 nè. Mình lấy thì mình chốt 20 lên giùm em mã 20. Có co giãn lên giùm em luôn. 20 ngàn nha mấy chị nhân, 20 lụa giấy 1m5 à. 1m5 nha mấy chị nhân, 1m5 20 ngàn mấy chị đẹp. 20. 20 rồi. Em có mảnh ép. Theo ép mấy chị. Theo ép thì mấy chị thấy không nè. Theo ép chị nào lấy chốt lên giùm em theo ép nè.
Theo ép này em còn được 3,5 mét này. Đó, mấy chị muốn chia đôi thì chia đôi nha, còn không thì lấy hết cho em nha. 3,5 mét theo ép, ai lấy chút lên giùm em 3,5 mét nè. Cái này là 67.000 mấy chị. Mình lấy thì mình chốt 67 giùm em, mã 67. 67 theo ép cho Hương Giang Lê nè. 67. Hương Giang Lê. Rồi lên cho mấy chị một mảnh dập nè. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha, 67 em hết rồi chị góc nhỏ ơi. Rồi cái này em có được gần 2 mét đấy mấy chị, 2 mét nè. Cái này cũng đẹp nè. Đó, cái này cũng đẹp nha mấy chị nha. Dập cho mấy chị luôn. May đồ cho bé. Bao dễ thương luôn, mấy cái này mấy chị lên đầm rồi vậy, giá trị lắm luôn á. Lấy chốt lên giùm em 2 mét. Cái này là hơi nặng xíu, 62.000 mấy chị. 62.000 chị lấy chốt lên giùm em mã 62. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, 62. Hơi nặng xíu nhưng mà đẹp nha, có co giãn cho mấy chị luôn, 62 nè. Mình lấy thì mình chốt mã 62 lên giùm em. Cái này dạng dập mấy chị, không phải thêu nha. Đây, dập hoa cho mấy chị nè, dập chìm cho mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 62, 2 mét đủ cho mấy chị may luôn. 62.000 mấy chị đẹp ơi, lấy chốt lên giùm em 62. Mã 62 giùm em, mát nha, rất mát. 62, chị nào lấy 62, mình chốt 62 nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa không cần lót mấy chị. Von lụa không lót, chị nào lấy chút lên giùm em. Em chờ chị Ngọc Hoa nè. Von lụa không lót, cái này em có được 4 mét mấy chị nè. 4 mét mình lấy thì mình chốt không thì chia đôi giùm em 4 mét. Chắc con dạng cát hàng à mấy chị ơi, cát hàng nha. Cái này không cần lót đâu. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi đây giùm em với nè. Mã 76. 76.000, 4 mét 76. Chắc mướt rượt luôn nha mấy chị. Chắc rất là mướt luôn. 76.000, ai lấy chút lên giùm em mã 76 hoa nè. 76.000 mấy chị. Chắc mềm rũ nha. 76.000 cho em ai lấy thì mình chốt 76 mấy chị nè. 76k 4 mét. 4 mét 76 hoặc là chia đôi ra giùm em nha. 76.000. Mình lấy thì mình chốt 76 cho em mã 76. 76.000 mấy chị ơi. Rồi cái này ngầm qua mấy chị dành nhau quá trời nè. Bây giờ em like lên không ai không thấy ai chốt hết. Cái này em có được 1,5 mét nè. 2,76 mét. Em chốt chị Dung Trần nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 28 nè. Mình lấy thì mình chốt 28 lên giùm em nè mấy chị, 28. Nhí nè mấy chị. Nhí 28.000, ai lấy chốt lên giùm em 1,5 mét 28.000. 1,5 mét 28.000 mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 28. 28.000 chắc 100D co dạng 4 chiều cho mấy chị luôn, 28 nè. Chị nào lấy 28 chốt 28, hello chị Trần Hằng nè. 28.000 giùm em cho chị Dung Trần 28 luôn. 28 chốt chị Dung Trần. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè, chị nào lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 1 mét à. 1 mét mấy chị, 1 mét nhí đen nha. Lên áo, em cho chị Yến Độ nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 19. 19, chị nào lấy 19, chốt 19 lên giùm em mã 19 nè. Lấy chốt 19 lên giùm em, còn có 1 mét thôi mấy chị, chắc con lụa mềm rũ cực kỳ luôn, 19 ngàn. Ai lấy thì mình chốt mã 19. Lấy chốt 19 lên giùm em nha mấy chị nha, 19k. Chị nào lấy chốt mã 19 lên giùm em mã 19 nè. 19 lên giúp em nha mấy chị ơi, 19 ngàn. Chừng nào có nhụ hoa đỏ thì nhớ nhắn tin cho chị nhé. Dạ rồi, ok chị Bích Lê Thị nha. Ui chị kìa quá chị. Rồi cái này 100D này mấy chị nè, 100D. Chắc này coi dạng tốt cho mấy chị luôn, 100D. Ai lấy chốt lên giùm em có được 4 mét mấy chị. 4 mét lụa 100D nha, lấy hết thì chốt không thì chia ra giùm em 4 mét nè. 4 mét mấy chị ơi. 4 mét 100D, cái này là 66 ngàn mấy chị đẹp, 66 nè. 66 à, mạnh trắng ép đó, còn bao nhiêu trắng ép ấy hả? Trắng ép này chắc tầm 10 mét á. Nếu như em lấy thì chị cân cho. Lấy thì chị cân với lại chị đo cho nha. Tầm cỡ đó 10 mét. 90 mét gì đó nha. Trời này đẹp không lấy. Này đẹp mà. Tầm 90 mét gì đó. Rồi ai lấy chút lên giùm em hoặc là chia ra cái này giùm em mấy chị ơi. Đây hình trái tim mấy chị nè, hình trái tim nha, màu xanh. Lấy chút lên giùm em hoặc là chia đôi giùm em. Chị nào lấy chút lên giùm em hoặc là chia ra giúp em mã 66 mấy chị ơi, 66 ngàn. 2 mét có 33 ngàn à. Rồi lên cho mấy chị khúc đuổi nè.
lên cho mấy chị khúc đuổi, chị nào lấy chút lên giùm em đuổi, còn không thì em kèm mét lên, các muốn lấy bao nhiêu mét thì chị cắt ra cho bao nhiêu mét. Đuổi cái này đuổi nha mấy chị nha, đuổi này em còn 2,5 mét, 2,5 mét đuổi, chị nào lấy chút lên giùm em 2,5 mét nè, 2,5 mét đuổi, chị nào lấy chút lên giùm em mã 53, 2,5 mét 53 ngàn, chị nào lấy chút lên giùm em mã 53 nè. Mình lấy thì mình chốt 53 lên giùm em. Hai mã 2 phía sau. Cái đó chắc đuổi luôn Hiền Miêu. 53 ngàn nhưng mấy chị nhân chắc đuổi 53. 66 chia đôi em chốt chị 55. Cho chị 55 đơn mới nè, khỏi số nè. Rồi 53. 53 em chốt chị Nguyễn Hoa đuổi. Cho chị Nguyễn Hoa. Rồi chị 55 ơi, mình cố gắng chốt đủ đơn giùm em nha. 4-5 ảnh gì đó là đủ đơn đó chị. Để mai em đi đơn luôn nha. 66 chia cho chị Mai Nguyễn nữa. Sao nó ẩn comment hết vậy ta. Chị 55 với chị Mai Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một mã này, chị nào lấy chút lên giùm em. Lụa nha mấy chị nha, chị nào lấy lụa chút lụa lên giùm em nè. Bêu đen phía sau là vải gì vậy chị? Cái này lụa 75D nha, cái này có co giãn nha. Đây, cắt lụa có co giãn lên bộ được nha. Lấy cái nét. Lấy cái nét nè. Rồi ai lấy mã này chút lên giùm em, cái này lên cái áo cho mấy chị thôi nha. Chắc mềm rũ lắm. Lên áo, chị nào lấy áo thì mình chốt áo lên giùm em nè, áo nha. Lấy áo chốt áo lên giùm em nè, 19 mấy chị. Lấy áo chốt áo lên giùm em nè, 19 mấy chị đẹp ơi, 19 ngàn. Mình lấy thì mình chốt 19 mấy chị nè, 19k. 19k 1m1 nha mấy chị nha, 19k lên áo thoải mái luôn mấy chị, 19 ngàn. Mã 19 giùm em mấy chị nè, 19 ngàn nè. 19 ngàn giúp em nha mấy chị, mã 19. 19 ngàn giùm em mã 19 mấy chị ơi, 19k. Rồi vong theo hạt nổi màu đen. Theo hạt nổi màu đen nha mấy chị nha, theo nổi màu đen. Cái này em còn 3,5 mét theo hạt nổi màu đen nè, 1,8 mét đeo đen đó đi nha chị. Ok. Lấy chốt lên giùm em mã 3,5 mét 56 ngàn mấy chị. 3,5 mét 56 ngàn lấy hết thì mình chốt này, không thì chia giùm em. Ủa sao thằng này có một cái nhí á? Em dùng đâu rồi? Nhí thằng này là nhí đen không phải. Nhí đen mà thì là dao rồi, phải em treo lên em dục lo nhét lâu rồi. Nhí đen nền trắng, nhí đen đó. Ở sao em treo này? Tại nhí nhét cho đó như vậy. Rồi ai lấy chút lên giùm em 3,5 mét nè, lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 3,5 mét 55 ngàn. Đó mấy chị không lấy hết thì mấy chị chia nha mấy chị nha, 55 ngàn giùm em mã 55. Mình lấy thì mình chốt mã 55 lên giùm em. Rồi cái này em có 2 mảnh này mấy chị ơi, 2 mảnh nè. 2 mảnh 36 ngàn, lấy chút lên giùm em mã 36 mấy chị, 2 mảnh 36. Chị nào lấy 2 mảnh thì mấy chị chốt 36 lên giùm em nha. 2 mảnh 36 ngàn mấy chị. 2 mảnh 36 ngàn, chị nào lấy 2 mảnh chốt mã 36 lên giùm em, 2 mảnh về mấy chị may đổ bộ luôn nha. 2 mảnh 36 ngàn, ai lấy chút lên giùm em mã 36 mấy chị, chốt lên giùm em 2 mảnh. Chị nào lấy 2 mảnh thì chốt 36. 55 lấy nè. 2 mảnh 36 ngàn, lấy chút lên giùm em mã 36. 55 dung trần. 55 em chốt chị Dung Trần nè. Dung Trần chốt cái theo hạt nổi nè chị. Rồi 55 em chị Dung Trần. Lấy hết luôn không chị ơi, 3,5 mét nha. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè. Chị nào lấy kèm mét lên giùm em nhí hồng nè mấy chị. Nhí hồng, ai lấy nhí hồng chốt lên giùm em nhí hồng nè mấy chị ơi, nhí hồng kèm mét nè. Cái này em có ít nha mấy chị nha, 4-5 mét gì nè. Đó, chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia, trò cái này chắc này bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này về mấy chị may ra giường hay là mấy chị lên bộ dưỡng đẹp hết, lên áo dài, váy đầm dưỡng lượng được hết nha. Chắc của nó mềm rũ lắm mấy chị, mà co giãn 4 chiều nữa nha. Mấy chị chốt lên giùm em là nhí hồng kèm mét đi mấy chị, nhí hồng nè, chắc đẹp lắm. Nhí hồng kèm mét lên giùm em, dài á mấy chị, mấy dài nè. Nhí hồng kèm mét, ai lấy chút lên giùm em nè, nhí hồng kèm mét nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa 100D nè. Lụa 100D, cái này em còn 3 mét, lụa 100D họa tiết nè. Họa tiết hoa, chị nào lấy chút lên giùm em họa tiết hoa. Cái này là 40 ngàn nha mấy chị nha, 40 ngàn giùm em mã 40, chắc co dạng 4 chiều luôn, 40.
Mình lấy thì mình chốt 40 mấy chị nè, 40k. Lấy chốt lên giùm em mã 40 mấy chị. Mã 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40k nè. Chị nào lấy 40 chốt 40, em chốt chị Nguyễn Hoa. 40 cho chị Nguyễn Hoa nè. Rồi em có khúc satin nè mấy chị ơi, satin nè. Đâu ra cái mã này đẹp nè. Satin chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5 m satin. Đẹp quá mấy chị, lên pyjama nè. Đẹp lắm luôn nha, lấy chốt lên giùm em satin. Satin 1,5 m 25.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 25. Phải lấy cho đã rồi mình thả ra đúng không? Đúng. 25.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 25 nè. Satin 25. Đúng rồi. Hả? 25 chị nào lấy 25 chốt 25 lên giùm em mã 25. Mã 25 chốt chị Phạm Cúc nè. 25 cho chị Phạm Cúc. Rồi họa tiết nè mấy chị ơi, họa tiết nha, lấy chút lên giùm em họa tiết. Cái này em có được đủ áo cho mấy chị nè. Họa tiết lên áo, chị nào lấy áo thì mình chút áo lên giùm em mã 22. Họa tiết lên áo 22.000, chị nào lấy chút lên giùm em 22 mấy chị nè, 1m1 nè. 1m1 22.000 mấy chị ơi, lấy chút lên giùm em 22 nha. Mình lấy thì mình chốt mã 22 giùm em mã 22 nè. Ai lấy chốt 22 giùm em. 1m1 lên áo 22k. 1m1 mấy chị, 22.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 22. Chốt 22 lên giùm em mã 22 nè. 22.000. Rồi đốm nè mấy chị, 1,5 m đốm. 1,5 m đốm nha mấy chị nha. Ai lấy đốm thì chốt đốm lên giùm em 1,5 m. 1,5 m đốm này có 26.000 rồi mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 26 nè. Mình lấy thì mình chốt 26 lên giùm em với nè mấy chị, mã 26. Chốt lên giùm em mã 26 mấy chị ơi, 26k. Chị nào lấy 26 chốt 26 nha mấy chị, 1,5 m. 1,5 m có 26.000 thôi. Lấy chốt 26 giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von này mấy chị. Von này em có được 1,2 m mấy chị nè, 1,2 m von. 1,2 m von, chị nào lấy chốt lên giùm em von tầm 16.000. 1,2 m von tầm 16, chị nào lấy 16 chốt 16. Mã 16 nha mấy chị nha, 16k, ai lấy chốt mã 16 nè. Nhiều như lai mấy chị chốt nha. 16.000, ai lấy chốt mã 16 lên giùm em mã 16. 16k nè. 16.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von 26 chốt chị Dung Trần. Cái này là von chinh phong nha mấy chị ơi, von chinh phong nè. Von chinh phong chị nào lấy chốt lên giùm em có được 1,7 m. 1,7 m chinh phong, ai lấy chốt lên giùm em 1,7 m. Cái này là 27.000 thì mấy chị cho khỏi lộn mã 27.000 giùm em mã 27. Mình lấy thì mình chốt mã 27 chinh phong 27.000 mấy chị. Chinh phong 27.000 nha mấy chị nha, 27.000 giùm em von. 1,7 m thôi mấy chị ơi, 1,7 m 27.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 27. Chinh phong giùm em mã 27 nè. Chinh phong 27.000, em chốt chị Dung Trần 27 luôn nè. 27. Rồi cái này 21.000 mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 21. 21.000 nha mấy chị nha, lấy chốt lên giùm em mã 21, em còn 1,5 m lụa giấy nè. 1,5 m lụa giấy 21.000 mấy chị ơi. 21.000 giùm em lụa giấy 21. Mã 21 chị nào lấy 21 mình chốt 21 lên giùm em mã 21 mấy chị. Mã 21 lên giúp em nha mấy chị ơi, 21k. Chị nào lấy 21 chốt 21. Lấy 21 chốt 21 lên giùm em mấy chị này, 21 nè. 21 cho Dung Trần luôn nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 39 mấy chị. 39.000 giùm em nhí màu tím 39.000. 39 nhí tím nha mấy chị nha, em còn 2m1 nè, 39.000 đẹp lắm luôn mấy chị. 39.000 nhí nha mấy chị nha, nhí 39.000 giùm em mã 39, cắt bao đẹp cho mấy chị luôn, 100D, co dạng 4 chiều. 39.000 giùm em mã 39 nè, 2m. 2m 39.000. Rồi cái này 40.000 mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 40. Sọc 40 chị nói 40 mình chốt 40 cho em mã 40 nha chị. Đó như vậy nha. 40, ai lấy 40 chốt 40, em còn 2,5 m 40.000 sọc. Sọc 40.000 nha mấy chị nha, lấy chút lên giùm em mã 40. Mã 40 lên giùm em nè mấy chị, 40k nè. Mình lấy thì mình chốt 40 giùm em. Sọc 40 2,5 m. Rồi caro 55.000 mấy chị. Chị nào lấy chút lên giùm em caro 55, co dạng 4 chiều 55. 55 caro nha mấy chị nha, caro 55.000.
55, cái này em có được 3m 55 ngàn mấy chị nè. 55 chốt lên giùm em mã 55 to dạng 4 chiều 55 ngàn 3m 55 ngàn mấy chị ơi. 55 này mong chốt thôi luôn á, cái này quá đẹp luôn. 55 ngàn giùm em 3m 55. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von 31 ngàn, lấy chốt lên giùm em mã 31 mấy chị ơi. Von này 31 ngàn, mã 31 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31 von đẹp chưa. Trời ơi đẹp quá, đẹp quá mấy chị ơi. 31 ngàn giùm em mã 31 nè, chốt lên giùm em mã 31 nha mấy chị. Chốt 31 lên giùm em. 2m2 31 ngàn nè mấy chị, cái này là đúng lên áo dài luôn mấy chị nè. 31 em chốt chị Trần Hằng nè. Bữa như chị Trần Hằng có cái này rồi mà. Thế chị Trần Hằng bỏ vô đi. Rồi ai like chốt lên giùm em mã 19 mấy chị ơi. 19k lụa 100D 19. 19k lụa 100D nha mấy chị nha. 100D 19 ngàn. 19 mấy chị nha. 19 ai like 19 chốt 19 lên giùm em cái này đủ áo cho mấy chị nè. 19 nè. Ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19. Chốt 19 lên giùm em mấy chị ơi. 19k cái này đủ lên áo nè mấy chị. 19 ngàn nè. Mình lấy thì mình chốt 19 cho em mã 19. Chốt 19 lên giùm em nha mấy chị nha. 19 ngàn. Rồi 59 ngàn mango mấy chị ơi. 59 ngàn lụa mango. Lụa mango 59 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 59 mango mấy chị. 59 ngàn mango 3m. 3m 59 ngàn, chị lại chốt lên giùm em mã 59 nè. Mình lấy thì mình chốt mã 59 lên giùm em mã 59 co giãn. 59 ngàn mango nha mấy chị. Mango 59 ngàn giúp em, ai lấy chốt lên giùm em mã 59 mango cho chị Văn Thanh. 59 em chốt chị Văn Thanh. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 62, Văn Trinh Phong. Văn Trinh Phong 2 hoa nhĩ 62 ngàn, chị lại chốt lên giùm em mã 62 mấy chị ơi. 62.000 4m rưỡi. 62.000 4m rưỡi, chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em nè. Đó 62.000 4m rưỡi nha. 62.000 4m rưỡi. Giao vô like nha. Lấy chốt lên giùm em 4m rưỡi 62.000, lấy hết thì chốt, không thì chia vô like. 62.000 em đi xuống đây xíu mấy chị ơi. Em đang cho mấy chị một mảnh satin. Ai lấy satin thì ai lấy satin thì chốt cho em mã 35. 35 ngàn nha mấy chị. Satin này em còn được 2m. 2m 35 ngàn. Ai lấy 35 thì ai lấy xe tiên thì chốt em mã 35. 35 ngàn 2m. Xe tiên đó may đồ rồi bé đẹp lắm, đẹp lắm nha mấy chị. Ai lấy thì chốt cho em mã 35. Em lên cho mấy chị một mảnh lụa hoa. Lụa hoa chùm. Lụa hoa chùm này em cũng còn được 2m. Ai lấy thì chốt cho em mã 33. 33 ngàn. Đây 32 mét. 33 ngàn 2m. Lên váy rằm nha mấy chị. Ai lấy cho em mã 33. 33 ngàn 2m. Ai lấy thì chốt cho em mã 33. 33 ngàn 2m. Rồi em có mảnh lon, mảnh von. Von hoa nhí. Von hoa nhí này em còn được 1m8. 1m8 von hoa nhí. Ai lấy nhí thì chốt cho em mã 26. 26 ngàn 1m8 von hoa nhí. Lót lên váy lên đầm. Lót hoa nhí này lót lên váy lên đầm. Nha mấy chị, ai lấy nhí thì chốt cho em mã 26. 26 ngàn 1m8 von hoa nhí. Ai lấy thì chốt cho em mã 26. Mảnh 33 cho chị đô hoa. Mảnh 33 cho chị đô hoa. Đô hoa, chị đô hoa ơi, cho em lên số giùm em với nha chị. Lên lại số giùm em. Chị đô hoa lên lại số giùm em với nha. Cái loại này là lai cuối rồi. Hôm nay là lai cuối đó chị, nên là chị đô hoa chị chốt giùm em cho đủ đơn. Chị chốt thêm 4-5 mảnh nữa cho đủ đơn để mai em chốt đơn nha chị. Đây em lên cho mấy chị đi.
bánh lụa lon. Lụa lon này em còn đủ áo. Chắc măng gồ nha mấy chị. Lụa lon này là chắc măng gồ, em còn đủ áo. Ai lấy áo thì chốt cho em mã 17. Ai lấy áo thì chốt cho em mã 17. Măng gồ. Đây, măng gồ. Ai lấy măng gồ thì chốt cho em mã 17 đủ lên áo. Măng gồ này em còn 1m1. Ok, em thấy số. Dạ, ok, em thấy số chị đô hoa nè. Nhớ chọn đủ đơn để mai em chốt đơn nha chị. 17 cho Dung Trần. 17 cho Dung Trần. Em còn ngoảnh đốm đen này mấy chị. Đốm đen này em còn được 1m7. Ai lấy đốm đen thì chốt lên giùm em mã 29. 29 nha, 1m7 đốm đen. Ai lấy đốm đen thì chốt em mã 29. 29 ngàn nha mấy chị. Ai lấy thì chốt em mã 29. 17 em hết. 17 em hết nha mấy chị. Vô phạm thương hết chứ bên em nó bị mất à. Đây em đưa cho mấy chị một mảnh thổ cẩm. Thổ cẩm này em còn được 1m4. 29 em bỏ cho chị Dương Trần. Ai lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 1m4 thổ cẩm. Này đủ lên áo. Hoặc là may quần ống suông ống rộng. Ai lấy 1m4 thì chốt giùm em mã 23. 23.000 1m4. Ai lấy 24, ai lấy thì chốt em mã 24. 24.000. 23.000 1m4. Em nói 29. 23.000. Em còn một mảnh may đồ cho bé này mấy chị. Mảnh may đồ cho bé này em còn được 2m. Ai lấy hai hình con gấu. Mình đồ cho bé. Hình con gấu may đồ cho bé, ai lấy gấu thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 2m. May pyjama cho bé. Ai lấy gấu thì chốt giùm em mã 37. 37.000 2m. 27.000 nha. 27 nha mấy chị. Ai lấy thì chốt em mã 37. 37.000 2m. Em chào chị Huyền Trang Nguyễn. Em chào chị Huyền Trang Nguyễn nè. Đây, nó bị ẩn rồi, trên đây ẩn rồi. Em còn một mảnh lụa vợt. Đây, lụa vợt này em còn được 1m5. Ai lấy vợt thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 1m5. Lên ấy, lên này, cái này lụa vợt này các chị lên áo kiểu hoặc là quần ống suông ống rộng. Ai lấy vợt thì chốt giùm em mã 24.000. 24.000 ai lấy thì chốt cho em mã 24.000 1m5. 24 cho chị Dung Trần. Em đã cho mấy chị một mảnh lụa beo. Beo này em còn được 2m2. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em mã 38. 38.000. Beo. Beo này mấy chị lên váy đầm đồ bộ đều được. 2m2. Ai lấy giùm em 2m2 thì chốt giùm em mã 28. 38. Em đọc lộn như mấy chị, đây là mã 38. Ai lấy beo thì chốt cho em mã 38. 38 chị đô hoa. 38 em chốt cho chị đô hoa. Ở phòng hoa đọc lộn thôi. 38 em chốt chị đô hoa đọc lộn. Yeah. Em còn một mảnh von họ Tiết này mấy chị. Đây. Von họ Tiết. Von họ Tiết này em còn được 2m5. Ai lấy von thì chốt giùm em mã 39. 39.000 2m5. Von này lên váy đầm áo dài thì cũng phải lót. Áo thì không cần lót. Von 2m5. Chốt cho em mã 39. 39.000. Ai lấy von thì chốt cho em mã 39. 39.000 2m5.
Ai lấy thì chốt giùm em mã 39. 39 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mã 39. Em có mảnh đốm hồng. Em có một mảnh đốm hồng. Chắc von lụa. Đốm hồng này chắc von lụa, không cần lót. Đốm hồng này em còn được 1,5 m. 2 mét. Ủa, 2 mét. Đốm hồng này em còn được 2 mét. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 2 mét. Anh đồ bộ, váy đầm gì cũng được. Váy đầm đồ bộ đều cũng được. Ai lấy đốm thì chốt em, chốt lên giùm em mã 2 mét. Thì cũng ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 2 mét. Ai chốt lên giùm em mã 32. 32. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. Em còn một mảnh lụa hoa này. Lỗ hoa cúc này em còn được 1,7 m. Này mấy chị lên váy đầm đồ bộ gì cũng... Đây váy đầm đồ bộ gì cũng được. Đây. Ai lấy cúc thì chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn. Ai lấy thì chốt giùm em mã 29. 29 ngàn. 1,7 m. 1,7 m. Ai lấy thì chốt giùm em mã 29. 29 ngàn. 1,7 m. Ai lấy giùm em mã 29. Em còn một mảnh von tầm. Von tầm hoa. 29 cho, 29 cho dung trần. Em còn một mảnh von tầm hoa. Em còn 2 mét. 2 mét von tầm hoa. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28 ngàn 2 mét von tầm hoa. Lên áo dài, váy đầm. Gì cũng phải lót. Gì cũng phải lót. Ai lấy thì chốt giùm em mã 29. 28. 28 ngàn 2 mét. Ai lấy thì lấy thì chốt giùm em mã 28. Mấy chị lên 28 cho khỏi trùng mã. Mấy chị lên 28 cho khỏi trùng mã nha mấy chị. Ai lấy thì chốt giùm em mã 28. 28 ngàn. Lấy chốt em 28. Lấy chốt giùm em mã 28. Em còn một mảnh lụa hoa nhí nè. Hoa nhí đen. Hoa nhí đen này đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 một áo. Ai lấy áo thì chốt em mã 24. Áo này em còn được 1,2 m. Ai lấy 1,2 m thì chốt giùm em mã 24. 24.000. Canh may lên áo kiểu. Ai lấy áo thì chốt em mã 24. 24.000 một áo. Em còn một mảnh sọc. Sọc này em còn được 1,6 m. 1,6 m. May lên áo kiểu, quần ống suông, ống rộng đều được. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em 29. 29 ngàn. 1,6 m. Ai lấy 29. Ai lấy 1,6 m thì lấy em. Chốt em 29. 29 ngàn 1,6 m. Lên quần ống suông ống rộng áo kiểu. Ai lấy thì chốt giùm em mã 29. 29 ngàn. Xem la chấm ba giùm em nha mấy chị. Ai đang xem thì chấm ba lên giùm em với mấy chị ơi. Em còn được một mảnh lụa họa tiết. 29 cho đô hoa. 29 cho chị đô hoa. Lụa họa tiết. Lụa họa tiết này em còn được 1,7 m. Ai lấy lụa họa tiết thì chốt cho em mã 32. 32.000 1,7 m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000. 32.000 1,7 m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32 dung trần. 32 cho chị dung trần. 32 em hết. 32 em hết nha mấy chị. Em cầm một mảnh von theo hạn. Von theo hạn. Cái này là von ép. Này là von ép nha mấy chị. Von ép. Von ép này em còn được 1,2 m. Von ép này mấy chị lên áo kiểu hoặc là phối tay phối viền. Ai lấy von ép thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 1,2 m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 1,2 m. Ai lấy lên thì chốt lên giùm em mã 15.
Nếu chị thích thì lót lên cái mình làm cho bé. Em còn một mảnh lụa lon này mấy chị. Đây, lụa lon này lên áo kiểu váy đầm. Em còn 1.5 mét. Em còn 1.5 mét. Em làm suông. Lên làm suông, áo kiểu váy đầm đều được. Ai lấy lụa lon thì chốt giùm em mã 27. 27.000 1.5 mét. Ai lấy thì chốt giùm em mã 27. 27.000 1.5 mét. Con lụa không cần lót. Con lụa không cần lót. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000. 27.000 1.5 mét. 27 cho chị Dung Trần. Em còn một mảnh lanh đuổi hoa nhí. Lanh đuổi hoa nhí này em còn được 1.6 mét. 1.6 mét lanh đuổi hoa nhí. Mấy chị thích thì lên đồ bộ váy đầm. Mấy chị thích thì lên đồ bộ váy đầm đều được nha mấy chị. Ai lấy lanh đuổi thì chốt lên giùm em mã 43. 43.000 1.6 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. 43.000 1.6 mét. Chắc này hơi dày dặn. Chắc này hơi dày dặn nhưng mà đường cái nó rất là mát như với rủ nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46. Em còn một mảnh von họa tiết. Von họa tiết. Von họa tiết này em còn được 2 mét, 3 mét rưỡi. Con họa tiết này em còn được 3 mét rưỡi luôn nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 3 mét rưỡi. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. Con này lên lấy dài không cần lắm. 56 3 mét rưỡi. Con này lên áo dài váy đầm đều phải lót, áo thì không cần lót. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia đôi giùm em chia được nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000. Chia cho chị Quỳnh Giao. Em còn một mảnh von hoa. Von hoa nhí. Von hoa nhí nha mấy chị. Von hoa nhí này em còn dài nè. Von hoa nhí này em còn được 5 mét. Ai lấy thì chốt. Không thì kèo mét lên giùm em. Hoa nhí này em mã 62.000. 5 mét là chỉ có 62.000 thôi mấy chị. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia. Ai lấy thì chốt, không thì kèo mét lên giùm em để em cắt nha mấy chị. 5 mét. Mấy chị lót lên váy đầm áo dài rất là đẹp. Mấy chị lót lên váy đầm áo dài rất là đẹp. 5 mét 62.000. 62.000 5 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 62. 62.000. Em còn mảnh nhí đủ lên áo. Em còn mảnh nhí đủ lên áo. Nhí này đủ lên áo. Nhí này em còn được 90 phân. Ai canh may được thì chốt lên giùm em mã áo 15. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 90 phân. Mấy chị nào mà canh may được thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 90 phân. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 15. 15 nên chốt cho chị đô hoa. Em còn mảnh lụa lá này mấy chị. Lụa lá này. Lụa lá này em còn được 3 mét. Lá 3 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000 lá. Lá này mấy chị lên đồ đi biển. Đồ cặp với chồng đi biển nè mấy chị. Rất là xinh luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000 3 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000. 49.000 3 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000.
Em còn mảnh lụa bi. Bi này em còn đủ áo. Lụa 100D nha mấy chị. Áo này em còn được 1m2. Canh may lên áo của tôi nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. 49 cho chị đô hoa. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 1m2 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000. 23 em chúc chị đô hoa. Tay em còn một mảnh á. Bi nhí luôn nha chị. Đây là nhí cam. Ai lấy nhí cam? Nhí vàng. Vàng đắt lắm mấy chị. Ai lấy nhí vàng thì lấy chốt lên giùm em mã 19. Nhí này em cũng còn đủ áo nha mấy chị. Nhí áo này em còn được 1m1 á. Ai chốt đủ, ai canh may được áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 1m1. Co dạng 4 chiều. Rất là đẹp nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 1m1. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 1m1. Em còn đốm hồng. Em còn mảnh đốm nha chị. Đốm hồng. Đốm hồng này em còn được 3,5m luôn nha mấy chị. Đây, đốm em còn được 3,5m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58. 58.000 3,5m. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia. 58.000 3,5m. Ai lấy hết không thì chia đôi. Lên đồ bộ đều đẹp nha mấy chị. 58.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58. 58.000 3,5m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58, không thì chia đôi. 58.000. 58.000 cho chị Lâm Lâm. Em còn mảnh may đồ, hỏi tiết may đồ cho bé nè mấy chị. Đây, may đủ màu. Lụa này em còn được 1,5m. 2m chứ. 2m. 2m đủ may đồ bộ vô tư cho bé luôn. Ai lấy lụa đám mây thì chốt lên giùm em mã 36. 36.000 2m. 2m ngàn. 36.000 2m. Lên pyjama cho bé rất là dễ thương luôn. Đây, đám mây đủ màu. Ai lấy lên. Em chào chị Văn Thanh nha. Ai lấy lụa đám mây thì chốt lên giùm em mã 36. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 36. 36.000. Em còn mảnh von tê hoạt nổi màu xanh. Von tê hoạt nổi màu xanh em còn được 1,5m. Ai lấy von tê hoạt nổi màu xanh lên áo hay là dùng phố tây phối viền. Lấy giùm chốt lên giùm em mã 21. 21.000 1,5m. Rót lên váy lên đầm hoặc là để dành pha phố tây phố viền à mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em ạ. 21.000 1,5m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21.000 1,5m. 21 cho chị Hoa Nguyễn. Mai Nguyễn. 21 cho chị Mai Nguyễn. 21 em hết rồi nha chị Đô Hoa. Nhí đỏ. Em còn mảnh nhí đỏ nè mấy chị. Nhí đỏ này em cũng còn đủ áo. Nhí đỏ này em còn được 1m2. 1m2 đủ lên áo của tôi luôn. Không thì mấy chị để may đồ cho bé. Ai lấy nhí đỏ thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 1m2. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 1m2. Cái may lên áo hoặc là may váy đầm cho bé. Ai lấy thì chốt giùm em mã 18. 18.000 1m2. 18 cho chị Đô Hoa. 18 cho chị Đô Hoa. Em còn một mảnh lụa bi. Chút đuổi nha mấy chị. Này là đùa đuổi cho em nha mấy chị.
Lụa đuổi này em còn được 2 mét. 2 mét lụa đuổi. Lên váy đầm đồ bộ đều được. Ai lấy đuổi bi thì chốt lên giùm em mã 55. 55 ngàn 2 mét đuổi bi. Chắc đuổi dày dạng. Lên bộ rất liệt nha mấy chị. Ai lấy đuổi bi thì chốt lên giùm em mã 55 ngàn 2 mét. 2 mét 55 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 55. 55 ngàn. Lâm lâm cho chị Hương Tràm. Chị Hương Tràm ơi, hôm nay là like cuối của em á. Nên là chị chốt nên đủ giùm em để mai em đi đơn luôn nha chị. Chọn thêm cho đủ đơn. Chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha chị. Em có một mảnh lụa họa tiết. Chọn thì canh 4 mảnh nó đủ đơn. Lụa họa tiết này em còn được. Lụa họa tiết này em còn đường là 5 mét. 5 mét lụa họa tiết này mấy chị để may đồ cho bé này mấy chị. Không thì mấy chị lên váy đầm cho mấy chị cũng được. Đây, may đồ đôi với bé. 5 mét lụa họa tiết. 5 mét lụa họa tiết. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 77. 77 ngàn 5 mét. Lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em. 77 ngàn 5 mét. À lấy thì chốt lên giùm em mã 57. 77 77 ngàn 5 mét. À lấy thì chốt lên giùm em mã 77. Em có số tiền 2 đuổi. Chị mua 20 bộ không có với chị. Dạ hàng màu đó em chưa có về hả chị? Rồi khi nào mà về thì em mới có hàng cho chị. Chứ bây giờ hàng em cũng chưa có về nữa. Em có một mảnh satin này chị. Satin hình trái tim. Mà trái tim này nó bị ẩn. Đây. Cái này lên váy đầm cho bé. Rất là đẹp luôn. Cái này em còn được 1m6. Ai lấy satin tim thì chốt lên giùm em mã 28. 28 ngàn 1m6. 1m6 28 ngàn. Ai lấy thì chốt giùm em mã 28. 28 ngàn 1m6. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28 ngàn mà nha mấy chị. 28 cho Hồng Sen. 28 cho chị Hồng Sen. Em còn một mảnh lụa họa tiết. Lụa họa tiết thì em còn được 1m5. Này lên áo kiểu hoặc là quần ống suông ống rộng không mấy chị? Rất là xịn sò luôn đây. Là một cái đầm suông. Rất là nổi bật luôn. Không thì mấy chị lên đầm suông cũng được. Đây. Ai lấy lụa thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn 1m5. 1m5 26 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn 1m5. 26 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. Em còn mùa. Em lên cho mấy chị đuổi nhũ. Đuổi nhũ này em còn được 1m7. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em mã 34. 26 cho chị Vân Thanh. 34 ngàn 1m7 đuổi nhũ. Lên đồ bộ váy đầm. Lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn. Lấy chút em 34. 34 ngàn. Em còn mảnh satin họa tiết nha mấy chị. Cái này lên đồ cho bé hoặc là pyjama cho mình cũng được nha mấy chị. Đây, satin. Satin này em còn dài á. Satin này em còn được 3m2. 3m satin. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2m satin. 3m satin. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 3m satin. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 3m. Em còn một mảnh von. Von chữ EV này mấy chị. Von EV này em còn được 1m7. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn 1m7.
Này mấy chị lên áo kiểu không cần lót, lên váy đầm thì cần thì phải lót giùm em nha mấy chị. Lót lên váy đầm rất là xinh luôn đây, chữ eo quỳ 27 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. Cái gì chốt mã này em chị Mai Nguyễn này 27 giúp em. Mai Nguyễn bên này. Có phải chị chốt mã này không chị Mai Nguyễn? Nếu mà chị chốt mã này thì chị lên 27 lại giùm em nha chị. Em còn một mảnh lụa lon 27 không xem. 27 cho chị Hồng xem. Lụa lon. Lụa lon nhưng mà nó có hoa to nè mấy chị. Cái này em còn được 2 mét. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 33. 33 ngàn 2 mét lụa hoa. Này, đây. Này mấy chị lên váy đầm được, váy đầm nè, rất đẹp luôn. Không thì mấy chị may đồ cho bé cũng được. Áo không cần lót. Váy đầm thì cần thì phải lót. Lấy lên giùm em mã 33. 33 cho chị Dương Trần. Em còn một mảnh xích 100D. Lụa 100D nha mấy chị. Xích này em còn được 1m8. 1m8 xích. Pyjama đồ bộ. Lên pyjama đồ bộ. Ai lấy xích thì chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn 1m8. Đây, lên đồ bộ rất là xịn luôn. Mặc lên rất là sang nha mấy chị. 29 ngàn 1m8. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn 1m8. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29 Hồng Sen. 29 cho chị Hồng Sen. Em mang cho mấy chị một mảnh lụa hoa nè. Lụa hoa này em cũng còn được 2 mét luôn. Lụa hoa này đủ lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2 mét lụa hoa. Lụa hoa 2 mét. Ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2 mét. 34 ngàn ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2 mét. 34 cho chị Văn Thanh. Còn mảnh lụa họa tiết. Lụa họa tiết này đủ áo nha mấy chị. Áo này em còn được 1m1. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. Can may lên áo kiểu. Can may lên áo kiểu. Ai lấy lụa họa tiết thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn 1m1. 1m1 đủ lên áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn. 21 cho chị Đô Hoa. Von tầm bi. Em còn một mảnh von tầm bi. Em còn 2 mét. Em còn 2 mét von tầm bi. Ai lấy von tầm bi thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2 mét. 2 mét von tầm bi. Ai lấy von tầm bi thì chốt lên giùm em mã 24. 24 ngàn 2 mét. Vải hồng sau lưng em là vậy. Dạ vải hồng này là hoa nhím. Hoa nhím 100D nha mấy nha chị. Co dạng 4 chiều luôn nha chị. Đây. Đồ bộ váy đầm đều được. Có lấy thì kèm mét lên giùm em. Đây em lên cho mấy chị một áo. Hoa tiết. Này còn 1m rưỡi. Hoa tiết 1m rưỡi lên đồ đùi. Không thì lên áo kiểu. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn 1m rưỡi hoa tiết. Hoa tiết 1m rưỡi. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn. Siêu đẹp. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. Em còn một mảnh quanh tay hoạt nổi. Con theo hạt nổ này em còn nhỏ lắm mấy chị. Đây. Con theo hạt nổ này em còn được 1 mét. Ai canh may lên áo được thì lấy
Giùm em không thì để dành phố Tây Phú Viền 27 cho chị Quỳnh Giao. Ai lấy quân theo hạt nổi thì chốt lên giùm em mã 14. 14.000 một mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 14. Bên nào có đứng được không chị? Này nè, nhỏ như mét mà. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 14. Về phố Tây Phú Viền gì cũng được mấy chị. 14 cho chị đô hoa. Em còn mảnh satin bell này chị. Satin bell này em cũng còn đủ áo luôn, 1m2. 1m2 satin bell. À lấy satin bell thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 1m2. 1m2 18.000. Đủ lên áo kiểu. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 14. 18. 18 đô hoa. 18 cho chị đô hoa. Em còn một mảnh von Long Vũ nha mấy chị. Đây rất là sang luôn. Lên áo dài rất là váy đầm, áo dài váy đầm đều rất là sang đây. Von Long Vũ. Von Long Vũ nó em còn được 3,5 m. Lấy hết thì chốt không thì chia. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000 3,5 m. Lấy hết thì chốt không thì chia. 49.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. Lên áo dài với váy đầm đều rất là đẹp luôn mấy chị. Đây rất là sang luôn. Chia 49 cho đào chín. Chia 49 cho chị đào chín. Em còn một mảnh lụa hoa hồng. Lụa hoa hồng này em cũng còn đủ áo luôn. Chắc 100D co dạng 4 chiều em với chị. Áo này em còn được 1,2. Chị Dung Trần ơi, em còn một nửa. Chị có lấy luôn không? Chị Long Vũ á chị. Tại em chia cho chị đào chín rồi á. Nếu mà chị lấy thì chị ok chia lên giùm em nha chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 1,2. 1,2 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23. Ok, lấy cho chị Dung Trần. 23 cho chị đô hoa. Dạ, cháy ở trên sàn này là von S đó chị. Rồi hai ba em hết. Hai ba em hết nha mấy chị. Em còn khoảng 90 mét gì á. Nếu mà chị muốn lấy thì chị kèm mét lên giùm em để em cắt cho chị nha. Cái này em còn nhiều quá. Đâu. Này, nghe chị Thiểm Mộc. Nghe chị Thiểm Mộc. Em còn một mảnh lụa. Lụa họ tiếp. Lụa này em còn được 1,5 m. Đủ lên bộ đồ đùi hoặc là may áo kiểu. Ai lấy lụa họ tiếp thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 1,5 m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 1,5 m. Ok, xong hết cho chị Thủy Mộc. 27.000 1,5 m. Ai lấy lụa họ tiếp thì chốt lên giùm em mã 27. 27 cho chị Dung Trần. Còn mảnh đuổi bi nè mấy chị. Đuổi bi này em cũng còn nhỏ. Đuổi bi này em còn được 1m1 á. 1m1 đổ lên áo. Ai lấy áo? Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 1m1. 1m1 đổ lên áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 một áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000. Von S này em còn ít nè mấy chị. Năm mét của chị Thủy Mộc là 85.000 nha chị. Von S này em còn ít. Ai lấy thì đây. Con ép này em còn được 3,2 m. Ai lấy 3,2 m? 20 cho chị Dung Trần.
3 mét 2 này em 3 mét 2 này là 43 ngàn. Ai lấy 43? Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 43. 43 ngàn 3 mét 2 con nét. Con nét này lót lên may váy đầm rất là đẹp luôn nha. Đây. 43 ngàn 3 mét 2. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. 43 ngàn. Đây em còn một mã đốm. Đốm này là đốm hồng hồng cam đó mấy chị. Đây. Màu này nó rất là ít nha, ít khi xuất hiện luôn á. Đây. Đốm. Đốm này em còn được một 2 mét á. 2 mét đổ lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 31. 31 ngàn 2 mét đốm. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 21. Ok, 43 cho chị Thủy Mộc luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã. Đi ra chờ. 30. 30 ngàn 2 mét đốm. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 30 lên váy đầm đồ bộ. 30 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn nha mấy chị. Em còn mảnh thổ cẩm màu hồng. Thổ cẩm này em còn đủ lên áo nha. Áo này em còn được 1m1. Ai lấy đủ áo thì chốt lên giùm. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn 1m1. Là một cái áo 2 dây được không mấy chị? Này lên áo 2 dây rất là đẹp luôn. Đây. Kiểu nó cũng lạ nữa. Màu hồng. Ai lấy 1m1 thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. Đồ áo này. Này em có mã 33. 33 ngàn. Lụa họa tiết. Lụa tiết này em cũng còn được 2 mét. 23 ngàn. 19 cho chị Quỳnh Giao. 33 ngàn 2 mét. Lấy chốt em mã 33. 33 ngàn 2 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33 ngàn 2 mét. Em còn một mảnh von bell này mấy chị. Màu nâu. Ok. Em còn một mảnh von bell màu cam này mấy chị. Von bell này em còn được 1m8. 1m8 von bell. Lót lên váy lên đầm. Ai lấy bell thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn 1m8. Ai lấy von bell thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn 1m8. 1m8 21 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 21. Em còn một mảnh lụa họa tiết. Lụa họa tiết này em còn đủ áo luôn. Áo này em còn được 1m1. Chắc satin. Đây là chắc satin nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lên. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18 ngàn 1m1. Chắc satin có co giãn cho mấy chị luôn nha. Lên áo kiểu giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 18. 18 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 18. Đây em còn một mảnh nhí. Nhí xanh. Chắc quanh lụa giùm em. Chắc quanh lụa không. Chắc quanh lụa. Chắc quanh lụa không cần lót. Nhí này em còn được 1m5. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. Trên đồ đùa hoặc là váy đầm. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn 1m5. Chắc rất là mát luôn nha mấy chị. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn 1m5. Chị nào còn xem thì chấm bài lên giùm em đi mấy chị. Chấm ủng hộ giùm em cũng được mấy chị ơi. Em còn một mảnh đốm xanh. Đốm xanh này em còn được 1m4. 1m4 đủ lên áo. Ai lấy đốm chị nào canh lên đôi đùi cũng được. Thì chú đó nha em mã 24. 1m4 này chị nào canh me được lên đồ đùi thì cũng được nha mấy chị. 1m
1m4 24 ngàn. Ai lấy thì chú lên giùm em mã 24 ngàn. Ai lấy thì chú lên giùm em mã 24 ngàn 1m4. Em còn một mảnh lụa họa tiết 24 cho chị đô hoa. Lụa họa tiết, lụa họa tiết này em còn được 3m. 3m lụa họa tiết 24 em còn một mảnh cho chị Dung Cần. 3m lụa họa tiết. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000 3m lụa họa tiết. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000. 46.000 nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46.000 3m. 3m 46.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 46. Còn một mảnh lon. Lon này đủ áo. Ai lấy áo? Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000. Áo này em còn được 1m. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 1m. Áo chấp quanh lụa không cần lót. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000. Em còn được 4m hoa nhí. 15 cho Dung Trần. Em còn được 4m hoa nhí nè mấy chị. Ai lấy hoa nhí thì chốt lên giùm em mã 75. 75.000 4m hoa nhí. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia đôi lên giùm em. 4m hoa nhí. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 75. 75.000 4m hoa nhí. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. 75.000. Ủa ngoài lai này, màu này nó đậm hơn đó mấy chị. Đây. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 75. 75.000 nha mấy chị. Em còn một mảnh vàng này mấy chị. Vàng. Vàng này em còn được 2m rưỡi. 2m rưỡi vàng. Ai lấy vàng thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 2m rưỡi vàng. Lên váy đầm đồ bộ đều được. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 2m rưỡi. Cái này lên đồ cho bà cho mẹ cũng được. Cái này lên đồ bộ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 2m rưỡi. Em còn một mảnh dọc ly bi. Đây là đốm nha mấy chị. Mảnh dập ly đốm. Dập mảnh dập ly này em còn đường 2m. Lót lên váy lên đầm rất là xinh luôn đây. 2m. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 2m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 31. 31.000 2m. 3m 21.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 2m. Mấy chị chấm bài lên giùm em đi chị ơi, em khát nước lắm rồi. Con này nổi màu xanh chai. Em còn một mảnh von thêu bạc nổi màu xanh chai này mấy chị. 31 cho chị đô hoa. Mấy chị không mua thì mấy chị chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi. Von thêu bạc nổi màu xanh chai này em còn được 2m rưỡi. 2m rưỡi von thêu hạt nổi màu xanh chai. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 36. 36.000. Lót lên váy lên đầm hoặc là dùng để phối tây phối viền. Chị lấy cái này đúng không chị Hồng Sen? Lấy cái này thì chốt lên giùm chị Hồng Sen cho 36. Chốt lại giùm em mã 36 đi chị. Ok chị. Ok chị, 36 cho chị Hồng Sen. Em còn một mảnh lụa trái tim. Ok. Lụa trái tim 100D. Cái này đủ áo nha mấy chị. 36 em hết nha mấy chị. Áo này em còn được 1m. 1m đủ lên áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 1m đủ lên áo. Còn em 4 chiều.
co giãn 4 chiều nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn 1 mét. 19 ngàn 1 mét thì còn mấy hình đồng. Hồi nãy lên đường cái gì á? Còn khác nữa thôi. Em còn một mảnh lụa đốm này mấy chị. Đốm hồng. Đốm hồng này lên đồ bộ với đầm đều được. Cái này em còn được 2 mét. 2 mét đốm. Ai lấy đốm? Chắc quan lụa rồi nha. Thì chú đã nhầm em mã 30. Đốm này chắc quan lụa rất là mát luôn nha mấy chị. Ai lấy đốm thì chú đã nhầm em mã 30. 30 ngàn 2 mét. 2 mét 30 ngàn. Ai lấy thì chú đã nhầm em mã 30 lên váy đầm đồ bộ. Von Bell. Có một ngoảnh Von Bell. Cái này lót lên váy đầm áo dài. Cái này lót lên áo dài rất là sang luôn nha mấy chị. Này, Von Bell này em còn được 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi Von Bell. Ai lấy Von Bell thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2 mét Von Bell. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn 2 mét Von Bell. Von Bell này 2 mét rưỡi. Cái chị lót lên áo dài váy đầm đều rất là đẹp luôn. Đây. Ai lấy thì chốt lên giùm. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn. Em còn mảnh von hoa nhí. Von hoa nhí. Von hoa nhí này em cũng còn đủ áo luôn. Áo này em cũng còn được 1m1. Ai lấy áo? Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18 ngàn 1m1. 1m1 canh mây lên áo kiểu. Ai lấy thì chốt lên giùm em áo 4 mét setting là khó lo. Em có 4 mét setting 18 cho Dung Trần. 18 cho chị Dung Trần. 4 mét setting hoa lon này mấy chị. Co giãn cho mấy chị luôn. Bao co giãn luôn. Cái này là hoa lon. Cái này tại vì ở hàng kiện nên nó hơi nhanh nên mấy chị về ủi lên là may đồ rất đẹp. Đây là váy đầm đồ bộ đều được. Ai lấy 4 mét setting hoa lon thì chốt lên giùm em mã 58. 58 ngàn 4 mét satin. Ai hết thì chốt, không thì chia. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58. 58 ngàn 4 mét. Chị 2 mét làm thiết kế đẹp nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58. 58 ngàn 3 mét. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia. 58 ngàn. Em còn một mảnh lụa bi. Lụa bi này em cũng còn đủ áo 100D nha mấy chị. Áo này em còn được 1m2. 1m2 co dạng 4 chiều cho mấy chị luôn. Canh mây lên áo giùm em. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20 ngàn 1m2. 1m2 20 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 12. 20. 1m2. 20 ngàn 1m2, ai lấy thì chốt lên mã 20, 20 ngàn 1m2. Ủa nào với mẹ? 20 cho chị Bình Quỳnh Giao. Em còn một mảnh. 20 em còn một mảnh cho chị Đô Hoa này. Em còn một mảnh von theo hạt nổi màu xanh xám này. Này là màu... Xanh gì đây trời? Màu xanh cũ Việt kìa mấy chị. Quan theo hạt nổi này em còn được 1m4. Ai lấy 1m4? Quan theo hạt nổi thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21 này mấy chị. Lên áo kiểu hoặc là để dành phố Tây phố Việt cũng được mấy chị. Màu này cũng lạ nè, màu xanh cổ phích cả chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21 cho chị Dung Trần. Em còn một mảnh lụa phố Kim Tuyến. Lụa phố Kim Tuyến này em còn được 2m rưỡi, hơn 3m luôn. Này, lụa phố Kim Tuyến này em còn được 3m. Lên váy đầm đồ bộ này cũng được. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. 43 ngàn 3m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. 43 ngàn 3 mét.
3m 43.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. 43.000 nha mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. Em còn một mảnh lụa hoa. Lụa hoa này ngoài quan tầm. Này là quan tầm nha mấy chị. Lụa quan tầm này em còn được 1m đủ lên áo. Không cần lót. Không cần lót nha mấy chị. Ai lấy áo? Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 1m đủ lên áo. 16.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 đủ lên áo. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16. Em còn một mảnh quan phối nhũ. Quan phối nhũ. Con gì vậy nên áo không lót, cái đầm lót. Cái này quan phối nhũ. Quan phối nhũ này em còn được 3,5m. Quan phối nhũ này lên váy đầm đều vải lót. Áo thì không cần lót. Ai lấy quan phối nhũ thì chốt lên giùm em mã 65.000. 65.000 3,5m. Đó thì chốt không được chị. Lấy hết thì chốt, không thì chia. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 65. 65.000 3,5m. Lấy hết không thì chia nha mấy chị. Ai lấy chốt giùm em mã 65. 65.000 3,5m. Lấy hết thì chốt, không thì chia. Còn một mảnh lụa họa tiết. Lụa họa. Không được. Em còn một mảnh đốm xanh này chị. Đốm xanh này lên đồ cho bà cho mẹ. Đốm xanh này em còn được 1,7m. Ai lấy đốm xanh thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 1,7m. 1,7m 31.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 1,7m. 31.000 1,7m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 1,7m. 31 cho chị Dung Trần. Em còn một mảnh hoa dập. Con quan hoa dập. Quan ép. Quan hoa ép này em còn đủ áo luôn. Áo này em còn được 1m nè. Hoa quan ép này em còn đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000 1m. 1m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000 1m. Đây. Cái này mà mấy chị canh may lên áo kiểu rất là xinh luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 13. Em còn mảnh lụa hoa. Lụa hoa này em còn được 1,5m. 1,5m lụa hoa. 100 coi giùm một chiều. Lụa hoa này 100D co dạng uống chiều cho mấy chị luôn. Ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 1,5m lụa hoa. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 đồ váy đầm. Cái này lên đồ váy đầm đều được nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000. 24.000 nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Chắc rất là mát luôn. Chắc rất là mát luôn. 24 cho chị Dung Trần. Còn một mảnh họ tiết luôn nha mấy chị. Tiết này em còn được 1,7m. 1,7m họ tiết. Ai lấy họ tiết thì chốt lên. 24 em còn một mảnh cho chị đô hoa. Ai lấy họ tiết thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 1,7m. 1,7m 26.000. Ai lấy họ tiết thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000. 26.000 1,7m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. Em còn một mảnh đốm. Đốm màu cam. Đốm màu cam này em còn được 3,5m. 3,5m đốm cam. Ai lấy đốm cam thì chốt lên giùm em mã
À, lấy đúng kem thì chốt lên giùm em mã 62 ngàn 3,5 m. À, lấy đúng kem thì chốt lên giùm em mã 62. Đây hết thì chốt, không thì chia. Cái này lên váy đầm đồ bộ. À, lấy thì chốt lên giùm em mã 62. 62 ngàn 3,5 m. Lấy hết thì chia. Em còn một mảnh lụa lon. Lụa lon này đủ lên áo. Áo này em còn được 1,2 m luôn. 1,2 m đủ lên áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22 ngàn một áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. Đô hoa. Dạ chị đô hoa là em có kết bạn với chị rồi. Chị vô chấp nhận lời mời kết bạn với em để cái mai em chốt đơn cho dễ nha chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22 ngàn một áo. Ai lấy áo thì chúng ta giờ em mã 22. Em còn mảnh satin chữ đi mấy chị. Satin chữ. Satin chữ này em cũng còn đủ áo luôn. Áo này là 1,1 m. Cam may lên một cái áo thiết kế rất là đẹp luôn. Ai lấy áo thì chúng ta nhiều em mã 22 cho khỏi trùng mã nha mấy chị. Ai lấy áo thì chúng ta giùm em mã 22. 22 ngàn satin chữ. Đây chữ ẩn nè mấy chị thấy không? 22 ngàn ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 23 không chị? 23 khỏi trùng mã không chị? Không mấy chị lúc thì tốt chốt lên giùm em mã 23 nha mấy chị. Này cái mã 24, hai mã kia 22 mà em quên đó. Em còn một mảnh lên đuổi nữa mấy chị. Lên đuổi hoa nhí này em còn được 2,5 m. 2,2 m. 2,2 m lên đuổi. Cái này là hàng kiện nên mấy chị cứ về ủi là may lên váy đầm đều rất là đẹp luôn. Ai lấy lên đuổi thì chốt lên giùm em mã 54 ngàn 2,2 m. Chắc lên đuổi hơi dày dặn. Chắc lên đuổi này nó hơi dày dặn nhưng mà lên một cái váy đầm rất là chất lượng luôn. Rất là mát và rủ. Ai lấy lên đuổi thì chốt lên giùm 54. Giùm em mã 54 ngàn 2,2 m. 2,2 m 54 ngàn. Em còn mảnh quên giọt nước. Quên giọt nước. Quên giọt nước này em còn được 1,5 m. Lót lên váy lên đầm. Ai lấy 54 cho chị Lài Nguyễn. Quên giọt nước này em có 22 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22 ngàn 1,5 m. 1,5 m 22 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22 ngàn. Lót lên váy lên đầm. Em còn một mảnh loan này mấy chị. Voan loan này em còn được 2,2 m luôn. Voan loan 2,2 m. Áo dài không lót, váy đầm lót. Cái này lên váy áo dài không lót nhưng mà váy đầm thì phải lót. Voan lon này em còn đường 38 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38. Voan lon 38 ngàn 2,2 m. 2,2 m 38 ngàn. Ai lấy lên thì chốt lên giùm em mã 38. Đôi áo dài rất là sang luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38. 38 ngàn nha mấy chị. Em có một mảnh xô 38 cho chị Dung Trần. Em có một mảnh xô này mấy chị. Xô này em còn được 2,2 m. 2,2 m xô. Cái này lên váy đầm thiết kế. Rất là xinh luôn. Ai lấy xô thì chốt lên giùm em mã 64. 64 ngàn 2,2 m xô. Ai lấy xô thì chốt lên giùm em mã 64. Chắc hơi dày dặn. Chắc hơi dày dặn. Nhưng mà nó rất là mát luôn mấy chị. Mát là như là lanh đuổi vậy. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 64. 64 ngàn 2,2 m xô. Xô 64 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 64. Tại em mới like lần đầu tiên á chị. Em nói chưa quen nên là mấy chị thông cảm giùm em nha. Em còn một mảnh.
34 là vải xô linen đó chị. Đang đào tạo về mới thở chứ. Em có một mảnh áo này em còn được 1m2. 1m2 áo. Áo này là chất von lụa. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 một áo, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. Chất von lụa không lên áo không cần phải lót. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. Em có một mảnh đốm này mấy chị. Đốm này em cũng còn nhỏ luôn. Đốm này em còn được 1m1. 1m1 đổ lên áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. Thôi mấy chị lên 21 cho khỏi chung mã nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 đủ lên áo. 1m1. 1m1 21.000 đủ lên áo. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21. Chắc rất là mát luôn nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 1m1 đủ áo. Em còn một mảnh đốm này chị. Quần đốm hồng. Quần beo hồng. Quần beo hồng này em còn dài nè. Cái này mấy chị lót lên áo dài. Cái này quần beo này em còn được 3,5m á. Ai lấy quần beo thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000. 3,5m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 45.000, 3,5m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000. Em có một mảnh lụa sọc hoa nhí. Không có lụa nữa, không biết gì. Lụa sọc hoa nhí 1m8. Lụa sọc hoa nhí 1m8. Này mấy chị lên đầm xuông đồ bộ gì cũng được. Này mấy chị lên đầm xuông đồ bộ gì cũng được. Ai lấy lụa thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 1m8. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000. 27.000 1m8. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 1m8. 27 cho chị Quỳnh Giao. Em có mảnh 30. 100D. 30 này là lụa 100D. 100D sọc. Em còn 1m6. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 1m6. Cái này là lên áo kiểu hay là lên quần ống suông ống rộng gì cũng được mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 1m6. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 1m6. Co dạng cũng chiêu cho mấy chị luôn. Em còn một mảnh lụa hoa này. Lụa hoa này em còn đủ áo. Áo này 1m. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 1m đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000. 17.000 1m đủ lên áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000. Em còn một mảnh may đồ bộ cho bé này mấy chị. Này là robot. Con robot may đồ bộ cho bé. Em còn được 2m. 2m2. Lên pyjama cho bé. Bé trai bé gái cho gì cũng được luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38. 38.000 2m2. 2m2 38.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000. 38.000 2m2. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38. Em có mã 73.000 lụa chân này mấy chị. Lụa chân hai đầu cho mấy chị luôn. 73.000. Lên đồ bộ. Váy rằm đều được luôn. Chân hai đầu này em còn được 4m. 4m 73.000. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em.
4m 73 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 73. Ai lấy hết thì chốt không thì chia. 73 ngàn 4m. Lên đồ bộ rất là sang luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 73, không thì chia. Em còn mảnh caro. Lụa giấy nha mấy chị, caro này em còn được 2m. 2m lụa giấy. Lên áo sơ mi kiểu hay là pyjama đùi. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 20m. 26.000 2m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 2m. Sao tao nói mà mày khác nữa. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26 cho chị Hiền Miêu. Em còn một mảnh lụa hoa rơi. Lụa hoa rơi này em còn được 1m8. Lụa hoa rơi 1m8. Lụa 100D co dạng 4 chiều luôn nha mấy chị. Ai lấy lụa thì chốt cho em mã 31. 31.000 1m8. Lên váy đầm rất là sang luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48. 48.000. 31. 31.000 1m8. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 1m8. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 1m8. Em có một mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa này em còn được 2m2. 2m2. Ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 22. 22, 37.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em. Em còn mảnh đuổi theo hạt nổi màu hồng. Đuổi theo hạt nổi màu hồng này em còn được 1m rưỡi. Này lên đồ đùi hoặc là... này lên đồ đùi hoặc là áo kiểu giùm em nha mấy chị. 1m rưỡi đó. Đuổi theo hạt nổi. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 39. Cái này là chắc đũa nên là nó hơi nặng nha mấy chị. Nhưng mà nó rất là mát với lại rủ luôn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000. 37.000 1m rưỡi. Không ăn chút nữa thì em nghĩ nha mấy chị. Mấy chị khách mới ra qua Messenger chấm giùm em một chấm đi mấy chị, để ngày mai em chốt đơn cho dễ. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em, chúc mấy chị ngủ ngon nè. Bye bye mấy chị.